Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Là Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn Thạch Trư ngay sau đây. Lúc bây giờ, sao? Hắn có cách phá giải ư? Mọi người cùng giật mình. Phong Vô Kỵ từng nói, có thể dùng nhanh đánh nhanh, nhưng Bích Tà khí huyết bức người, có 6 quả thần tâm, tốc độ phản ứng thần thông của hắn cũng nhanh tới mức dọa người. Hơn nữa, thần thông của Trung Nhạc không bằng được Bích Tà về mặt tốc độ phản ứng. Trước kia, thần thông hắn tu luyện đẳng cấp quá thấp, dù là Yêu Thần Minh Vương Quyết hay Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, hoặc như Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, Vạn Thần Băng Thánh Quyết, Long Đẳng Bách Biến, Đại Tự Tại Kiếm Khí và các loại công pháp linh tinh khác nữa, chẳng có cái nào sánh được bằng công pháp cấp hoàng cả. Những công pháp mà Trung Nhạc tu hành hoặc từng nghiên cứu chỉ là thần cấp. Thần thông chứa trong các công pháp đó cũng là thần thông thần cấp, ma cấp phổ thông, cũng không sánh được với thần thông hoàng cấp. Một môn truyền từ hoàng cấp, ngoài công pháp và đại thần thông, còn có nhiều loại thần thông khác có thể phản ứng thần tốc. Đại thần thông cần tinh khí thần thống nhất một cách cao độ, vì thế thời gian thi triển hơi lâu một chút. Còn thần thông phản ứng nhanh khác là khôi bảo của truyền thừa hoàng cấp. Thần thông phổ thông của Trung Nhạc không có loại nào có thể chống lại Bích Tà, đó chính là nguyên nhân hắn bị thương. Phong Vô Kỵ ánh mắt lay động, thấp giọng nói: "Ngươi thật sự mạnh như vậy sao? Trong một thời gian ngắn lĩnh ngộ được thần thông chống lại Bích Tà ư?" Trong tiểu hư không, Trung Nhạc từ bỏ mọi loại thần thông khác, cũng bỏ đi 6 cánh tay, chỉ còn lại 2 cánh tay. Hai tay của hắn giơ ra, trong đó hai ngón tay đưa ra cắt một cái, cắt đôi thần thông của Bích Tà. Sao? Đây là... Bích Tà giật mình, cảm thấy sau khi thần thông của hắn bị cắt, khí huyết pháp lực tinh thần cũng bị cắt đứt, uy lực của thần thông lập tức biến mất. Hắn chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này. Thần thông có thể cắt đứt thần thông của người khác, hơn nữa cắt xong cũng cắt luôn khí huyết pháp lực tinh thần lực hay sao? Sao lại có loại thần thông quỷ dị như vậy đây? Cường giả thế nào mới sáng tạo ra được loại thần thông quỷ dị như vậy? Công thế của hắn càng gấp gáp hơn, càng ác liệt hơn. Trung Nhạc 10 ngón tay liên hồi bắn ra vô số con long giao tiễn, trên dưới cắt đứt những thần thông của Bích Tà đang đánh tới. Bích Tà bị đau ngực vội vàng lùi về phía sau, chân vừa chạm xuống thì dưới chân xuất hiện Thất Thập Nhị Tinh Trận. Bích Tà tung một trưởng, Thất Thập Nhị Tinh Trận sáng bừng, uy năng cuộn trào. Hư ảnh của 72 vị thần ma đứng sừng sững sau lưng hắn cùng lao về phía Trung Nhạc, tăng thêm uy năng cho công kích. Vô số đạo đồ đằng quấn quanh bàn tay của Bích Tà, giao long của Trung Nhạc lao tới, cắt phát ra tiếng keng keng, cắt đứt những dải đồ đằng văn trên tay của Bích Tà. Long dao của Trung Nhạc quả thực quá quỷ dị, không chống lại thần thông mà chỉ cắt thần thông. Giao đấu với hắn, cảm thấy sức mạnh của mình liên tục bị đánh vào không khí, không có tác dụng gì. Vì thế Bích Tà liền quyết đoán thi triển đại thần thông. Trung Nhạc thu thần thông kéo giao long về, hai người lao vào rồi lập tức tách ra. Long giao tiễn thật sự quá bá đạo, nhưng đây không phải thần thông của ta, mà là do một vị sư huynh của ta sáng tạo ra, ta sẽ không dùng nữa. Trung Nhạc quẫy đuôi bay lên trời, lật bàn tay, mu bàn tay ấn về phía Bích Tà rồi cười nói: "Tà sư huynh, chúng ta tiếp tục." Long giao tiễn thật sự không phải thần thông của hắn, mà là do Phong Hiếu Trung phá giải phong ấn huyết mạch sáng tạo ra. Hồi đó Trung Nhạc học được môn thần thông này từ Phong Hiếu Trung, quan tưởng vô số long giao tiễn cắt đứt phong ấn trong huyết mạch của Phục Hy thần tộc. Đến phong ấn của Phục Hy thần tộc cũng có thể cắt đứt được, huống chi là thần thông của Bích Tà đây. Trung Nhạc thầm thán phục Phong Hiếu Trung, hồi đó hắn dùng long giao tiễn cắt đứt phong ấn huyết mạch trong cơ thể, vẫn chưa cảm nhận được sự biến thái của môn thần thông này. Sau khi dùng rồi cũng không tiếp tục tu luyện nó nữa. Khi quyết chiến với các cường giả khác, hắn cũng không dùng tới long giao tiễn. Vừa rồi hắn bị Bích Tà ép tới tuyệt cảnh nên mới phải thi triển. Không ngờ môn thần thông này cũng cắt được thần thông trong công pháp hoàng cấp.
Như vậy mới giúp cho hắn biết được sự đáng sợ và biến thái của môn thần thông này. Cắt đứt thần thông đã đành, nếu dùng để cắt đầu thì khủng bố rồi. Giống như luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh, sinh mệnh lực đã rất cường đại, cho dù đầu bị chặt đứt thì chỉ cần trước khi chết nối lại được, đầu vẫn còn sống được. Đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh còn như vậy, huống hồ là cự phách chân linh thông thần. Nhưng nếu bị long giao tiễn cắt đứt thì chính là cắt đứt khí huyết, pháp lực, tinh thần lực. Cho dù có trả lại đầu thì cũng không thể nối lại được, chỉ có đường chết mà thôi. Phong Hiếu Trung đã đào không biết bao nhiêu mộ phần, bắt không biết bao nhiêu cường giả các tộc, giải phẫu bao nhiêu cỗ thần thi ma thi, thần linh ma linh. Những hiểu biết của hắn về thần thông đã đạt tới mức kinh người, nếu không cũng không thể nào sáng tạo ra loại thần thông như vậy được. Bích Tà thấy Trung Nhạc quả thực không dùng long giao tiễn nữa mà chỉ dùng mu bàn tay đánh tới thì không khỏi khựng người. Mu bàn tay của Trung Nhạc khẽ động, sau lưng liền xuất hiện một vầng mặt trăng. Thái âm thần thủy chạy thành sông, ánh trăng sáng treo trên sông, thấp thoáng có thể thấy uy năng cực kỳ đáng sợ. Bích Tà đưa tay đỡ, lòng bàn tay của hắn và mu bàn tay Trung Nhạc chạm nhau, oanh một tiếng nổ vang lên. Hắn liền cảm thấy một luồng sức mạnh quỷ dị âm tà sộc tới, cuốn phăng mọi thứ, xâm thực thần thông của hắn. Hắn giật mình, nhưng đúng lúc này, mu bàn tay Trung Nhạc lật lại, bàn tay đánh thẳng vào lòng bàn tay của Bích Tà. Uỳnh uỳnh. Mặt trăng phía sau Trung Nhạc biến thành một vầng mặt trời nóng bỏng. Một con kim ô kêu tiếng dài, dang rộng đôi cánh, mặt trời được kim ô ngậm ở trong mỏ. Bích Tà lập tức cảm thấy một luồng uy năng chí dương chí cương khác sộc tới. Khác với đòn từ mu bàn tay lúc nãy là hai cực đối ngược. Hai người dùng nhanh đánh nhanh, hai tay Trung Nhạc, lòng bàn tay và mu bàn tay không ngừng biến hóa. Bích Tà lại cảm nhận được hai loại thần thông khác nhau từ đó. Một loại từ tay trái đầy sự uy nghiêm của thần đạo, một loại từ tay phải đầy sự bá đạo, quỷ dị của ma đạo. Trung Nhạc úp tay là âm, ngửa tay là dương, tay trái là thần, tay phải là ma. Thần ma âm dương biến đổi giữa hai tay của hắn. Thần thông của hắn so với của Bích Tà vẫn còn có chút non nớt, uy lực thần thông cũng không bằng được với Bích Tà. Tốc độ phản ứng cũng chậm một nhịp, không linh động được như long giao tiễn. Không chỉ vậy, lúc hắn di chuyển cũng có rất nhiều sơ hở, thần pháp cũng không được mẫn tiệp cho lắm. Đột nhiên tốc độ công kích của Bích Tà chậm lại, chiêu thức biến hóa cũng không còn được như ý. Thần thông của hắn không còn là thần thông Bích Tà thần hoàng lưu truyền lại nữa, mà vô cùng vụng về, xuất hiện vô số sơ hở. Hai người đứng trong nguyên đan lực trường riêng của mình, giống như hai vị thần ma, nhưng thần thông thì đầy rẫy sơ hở, giống như hai luyện khí sĩ mới học thần thông và đang học hỏi lẫn nhau vậy, vô cùng buồn cười. Các cự đầu cự phách bên ngoài tiểu hư không đang quan chiến đều nhìn nhau. Vừa rồi Trung Nhạc và Bích Tà giao đấu thần thông tinh diệu thế nào, công thế bá đạo ra sao, sao giờ lại như hai người mới chập chững học thần thông như vậy? Sao lại có tình hình này đây? Đây chính là hai đại cao thủ trẻ tuổi hay sao? Một vị cự đầu pháp thiên cảnh của Côn Bằng thần tộc lộ ra vẻ thất vọng. Luyện khí sĩ như vậy, ta một tay cũng đánh chết được hai người. Côn đại tiên sinh, Hạ tông chủ và Phong Vô Kỵ thì sắc mặt ngưng trọng dị thường. Trung Nhạc và Bích Tà không phải đang liều chết đánh nhau, mà là đang lĩnh ngộ thần thông, sáng lập thần thông, sáng tạo ra thần thông tuyệt học của chính mình. Chiêu thức của họ sở dĩ vụng về như vậy là vì họ đang ở giai đoạn đầu, đang không ngừng hoàn thiện thần thông của mình trong quá trình giao đấu với đối thủ. Hơn nữa, thần thông họ thi triển tuy có rất nhiều sơ hở, nhưng uy lực lại mạnh đến kinh người, tuyệt đối không phải như vị cự đầu Côn Bằng thần tộc kia nói một tay đánh chết hai người. Ngược lại, nếu vị cự phách đó tiến lại thì chắc chắn sẽ bị một trưởng tát chết. Kỳ tài, thật là kỳ tài. Côn đại tiên sinh nói nhỏ, thần thông của Trung Nhạc và Bích Tà dần hoàn thiện, sơ hở càng ngày càng ít. Trận giao đấu của hai người cũng ngày một ác liệt hơn. Thần pháp càng ngày càng mạnh, uy năng càng ngày càng khủng khiếp. Các cường giả nhìn mà sắc mặt biến đổi, đặc biệt là vị cự đầu vừa lên tiếng ban nãy, mặt đã tái mét. Hạ tông chủ gật đầu. Đúng vậy, kỳ tài. Phong Vô Kỵ thì thở dài khẽ nói, thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Không có áp lực từ Bích Tà, Trung Nhạc không thể sáng lập ra thần thông của bản thân để chống lại Bích Tà. Không có sự sáng lập của Trung Nhạc, Bích Tà cũng không có tham vọng ra tạo ra thần thông của chính mình. Kỳ tài chỉ là bề ngoài, kỳ phùng địch thủ mới là sự miêu tả chân thực nhất về họ lúc này. Giữa bọn họ rút cuộc ai sẽ thắng, ai sẽ thua đấy? Trúc Dung Nhan Khâm khẽ nói. Côn đại tiên sinh lắc đầu, Hạ tông chủ cũng không nhìn ra được.
Phong Vô Kỵ nhíu mày, nhìn cảnh tượng lúc này, thần thông của hai người vẫn không phân thắng bại, hắn cũng chẳng thể chắc chắn được điều gì. Đột nhiên Trung Nhạc và Bích Tả tách ra, hai người đối lưng với nhau, mỗi người đứng đó, Y Sam bay phần phật rồi dần tĩnh lặng lại. Trung sư huynh, thần thông của ngươi tên là gì? Thiếu niên Bích Tà quay lại hỏi. Âm Dương Thần Ma Tán. Trung Nhạc cũng quay lại hỏi, vậy thần thông của ngươi? Thiên Lộc Huyền Công. Bích Tà thiếu niên cười, tỏ ra rất hài lòng. Trung Nhạc cũng khẽ gật đầu, đột nhiên ra tay nhanh như chớp, dán một phiến lá liễu trên mi tâm Bích Tà. Phiến lá tỏa sáng giống như nước thẩm thấu, cắt đứt cảm ứng giữa Bích Tà và Lang Nha Bảng. Bích Tà thiếu niên giật mình, đưa tay giật lá liễu xuống nhưng không được. Trung sư huynh, ngươi... Đây là bảo vật cắt đứt cảm ứng của ngươi với Lang Nha Bảng. Trung Nhạc có phần không nỡ. Nếu ngươi chết ở đây thì sẽ chết thật sự, Lang Nha Bảng sẽ không hồi sinh ngươi. Đạo hữu, ta không muốn ngươi bị tổ tông của mình đoạt xác, ta thả ngươi chết trong tay ta. Bích Tà khựng lại cười nói, đây là ta tự nguyện, không liên quan tới thần hoàng. Trung Nhạc trầm mặc nói, nếu ngươi sống, ta và ngươi sẽ là đối thủ, có lẽ chúng ta sẽ sáng tạo ra rất nhiều loại thần thông, rất nhiều loại công pháp tuyệt học thần diệu, nhưng ngươi lại chọn cách khiến nhục thân cho tổ tông đã chết đi. Bích Tà trầm mặc một lúc sau ngẩng lên cười, ngươi sẽ không cô đơn, đợi khi ngươi rời khỏi tổ tinh sẽ gặp được những người như ta với ngươi. Luyện khí sĩ tài hoa như ngươi và ta thì vũ trụ này rất nhiều. Trung Nhạc lắc đầu, họ không phải đạo hữu của ta. Bích Tà run lên, thở dài, khẽ thầm nói, đạo hữu sao? Gọi một tiếng đạo hữu, hắn có cảm giác muốn rơi lệ. Đạo hữu, người thu lá liễu về đi. Người biết chiến tranh chi giác ở trên người ta, thần hoàng chiêu linh cũng ở trên người ta, người không giết được ta đâu. Bích Tà cười tươi nói, ta và ngươi vĩnh biệt thôi. Trung Nhạc thu lá liễu về, sắc mặt ảm đạm, trong lòng có phần trống rỗng, như mất đi điều gì đó. Bích Tà dâng nhục thân của Bích Tà thần hoàng để Bích Tà thần hoàng hồi sinh, Trung Nhạc thì mất đi một đạo hữu có thể giao đấu, hỗ trợ và cùng tiến bộ. Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng giữa hắn và Bích Tà. Về sau hắn sẽ không gặp lại Bích Tà nữa, chỉ còn Bích Tà thần hoàng hồi sinh. Trận chiến vậy mà kết thúc rồi sao? Bên ngoài tiểu hư không, Côn Đại Tiên Sinh, Hạ Tông Chủ, mấy người bọn họ đều như mất mát điều gì đó. Được thấy hai đại cường giả trẻ tuổi đối quyết, được thấy thần thông hoàn toàn mới mà họ sáng tạo ra, với họ mà nói cũng là sự khơi gợi rất lớn. Điều này trước kia chưa từng xảy ra. Từ cổ tới nay, làm gì có người trẻ tuổi nào có tư cách chỉ điểm cho họ đây. Trước nay đều là họ chỉ điểm các luyện khí sĩ trẻ, nhưng giờ lại ngược lại. Trận đấu giữa Trung Nhạc và Bích Tà lại khiến cho họ thu hoạch được không ít. Hai vị chí tôn trẻ tuổi thật đáng tiếc. Bích Tà chủ định sẽ bị Bích Tà Thần Hoàng đoạt xác, sẽ thành kiếp sau của Bích Tà Thần Hoàng. Trúc Dung Nhan Khâm cũng thở dài, cũng có chút tiếc nuối. Trẻ như vậy đã trở thành thành tựu như thế, sau này thành tựu chắc chắn sẽ không kém Bích Tà Thần Hoàng. Nhưng Bích Tà lại muốn để cho Bích Tà Thần Hoàng đoạt xác, nàng cảm thấy rất không đáng. Sau trận chiến này, hai người họ đứng thứ mấy trên chí tôn bảng đây? Một vị cự phách đột nhiên hỏi. Côn Đại Tiên Sinh vội điều khiển thông ngu thần kính, mặt kính chiếu về chí tôn bảng, mọi người nhìn thì đều kinh hãi. Trên chí tôn bảng, tên Trung Nhạc và Bích Tà đều đã vượt qua danh húy của bốn vị thần nhân kia, lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai. Bích Tà đứng thứ nhất, Trung Nhạc thứ hai. Nhưng thứ hạng này không ổn định, tên của họ thỉnh thoảng lại đổi chỗ, có lúc tên Trung Nhạc nhảy lên thứ nhất. Rõ ràng ngay cả Lăng Nha Bảng cũng không thể đoán định tiềm lực của bọn họ ai hơn ai kém, nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Bích Tà, ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Đột nhiên trong nguyên thần bí cảnh của Bích Tà, chiến tranh chi giác bay ra, từ trong cái tù và vọng ra tiếng của Bích Tà thần hoàng. Hồi lão tổ. Bích Tà cúi người lắc đầu nói, đệ tử được đấu với Trung sư huynh một trận đã không còn tâm nguyện gì nữa rồi. Nguyên thần của Bích Tà thần hoàng từ bên trong tù và bay ra, bay vào mi tâm của Bích Tà. Trung Nhạc thở dài, không ngăn cản. Bích Tà vì lão tổ của mình, hắn mang huyết mạch của đối phương, cam tâm tình nguyện hiến cho đối phương. Về tình về lý, hắn đều không có lý do để mà ngăn cản. Hơn nữa, với bản lĩnh của Bích Tà thần hoàng, hắn có muốn ngăn cản cũng không thể,
vì thế chỉ có thể đứng nhìn. Nguyên thần của Bích Tà Thần Hoàng vô cùng cường đại, vào trong đầu của Bích Tà chắc chắn sẽ đè nát nguyên thần của hắn, khiến cho Bích Tà hồn phi phách tán, sau đó sẽ là ký sinh. Nguyên thần Bích Tà ký sinh trong cơ thể Bích Tà, làm quen với nhục thân của hắn, linh và hồn sẽ cắm căn cơ trong nhục thân của hắn. Đoạt xác có khả năng rất lớn sẽ thất bại, muốn đoạt xác không phải dễ, nếu liều lĩnh đoạt xác tỷ lệ thất bại sẽ rất cao, chủ yếu là vì sự khác biệt về nhục thân, huyết mạch. Huyết mạch khác biệt càng lớn thì tỷ lệ thất bại càng lớn. Nếu không cùng chủng tộc thì phải ôn dưỡng, thay đổi nhục thân huyết mạch cũng mất nhiều thời gian hơn. Vì thế đoạt xác thường phải cận huyết, công pháp tương đương, tương đồng, có thể nâng cao tỷ lệ thành công, cũng không cần thay đổi huyết mạch, dễ thích ứng với nhục thân mới hơn. Ma thánh đoạt xác đệ tử Diêm La Ma của mình chính là đạo lý này. Diêm La Ma tu luyện công pháp của hắn nên hắn thích ứng nhục thân của Diêm La Ma rất nhanh. Nhưng Ma Thánh và Diêm La Ma không cùng chủng tộc, huyết mạch không giống, nên sau khi Ma Thánh đoạt xác Diêm La Ma cần ẩn cư tiềm tâm tu luyện, thay đổi huyết mạch của Diêm La Ma để có thể linh hồn cắm rễ. Còn Thiên Tượng Lão Mẫu đoạt xác Thủy Thanh Nghiên, vừa không cùng chủng tộc, vừa không cùng công pháp, nên khó khăn nhiều hơn gấp nhiều lần. Thiên Tượng Lão Mẫu mất rất nhiều thời gian thích ứng nhục thân mới, đến chết vẫn không thể chiếm cứ hoàn toàn nhục thân của Thủy Thanh Nghiên. Điều đó khiến cho Thiên Tượng Lão Mẫu sau này chiến đấu với Trung Nhạc, chiến lực nhục thân không bằng chiến lực của linh hồn, hạn chế thực lực phát huy ra. Bích Tà là huyết mạch của Bích Tà Thần Hoàng, hai người huyết mạch tương thông, cộng với Bích Tà tu luyện công pháp của Bích Tà Thần Hoàng, vì thế việc đoạt xác dễ dàng hơn rất nhiều. Trung Nhạc thấy hai mắt Bích Tà dần tối lại, thầm thở dài bước ra ngoài. Bích Tà đã chết, chỉ còn lại Bích Tà Thần Hoàng. Các luyện khí sĩ khác trong tiểu hư không cũng lần lượt ra ngoài, đột nhiên trời đất biến đổi, Lăng Nha Bảng rung chuyển dữ dội, không ngừng thu nhỏ lại. Thanh bảng, Chiến Vương bảng, Thần Thoại bảng, Chí Tôn bảng bỗng chốc biến thành bốn lá cờ bay trên không, cùng chém về phía Bích Tà Thần Hoàng. Trung Nhạc sắc mặt biến đổi, chỉ thấy trời đất của tầng thứ 6 tiểu hư không vỡ ra, từ hư không thứ nhất tới thứ 7, vách không gian đều biến mất sạch. Trời đất bỗng chốc trở nên vô cùng bao la mênh mông, trên bầu trời toát ra bay xuống hai con hỏa long dài nghìn dặm, bốn cái bản vuốt trước của hai con hỏa long cắp bốn góc của một cây rìu khổng lồ, chém Bích Tà Thần Hoàng. Thân rìu hình vuông, trên đỉnh có bốn con rồng bằng đồng, lúc này chúng đang thức tỉnh, dương nanh múa vuốt lao về hướng Bích Tà Thần Hoàng. Đây chính là Bát Long Chấn Thiên Phủ. Bát Long Chấn Thiên Phủ Tây Tà đột nhiên xuất hiện tấn công Bích Tà Thần Hoàng. Cho dù cây rìu này uy năng đã giảm mạnh, nhưng dù sao cũng là một món chấn tộc thánh khí, thần uy hùng hồn từ trên trời xuống nén lại, khiến cho các tòa tiểu hư không thành vỡ tan. Thậm chí ngay cả Thông Ngu Thần Kính cũng bị tổn hại nghiêm trọng, gần như bị vỡ vụn. Trung Nhạc kinh ngạc, vội bay ra ngoài cánh cửa tiểu hư không. Các luyện khí sĩ pháp chân cảnh khác sắc mặt cũng kịch biến, liều mạng bay ra khỏi tiểu hư không. Là Bát Long Chấn Thiên Phủ, là Hạ Hầu Chi Linh. Một vị luyện khí sĩ pháp thiên cảnh hét lớn. Lão nhân gia ngài cũng ở trong tiểu hư không sao? Tu 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 tu, đột nhiên tiếng tù và vang lên. Chiến tranh chi giác bay ra từ mi tâm Bích Tà Thần Hoàng, đỡ Bát Long Chấn Thiên Phủ. Tiếng tù và vừa vang lên, vô số cường giả pháp thiên cảnh nhục thân nổ tung, nguyên thần tan vụn, hồn phi phách tán. Thần uy khủng bố giữ chặt lấy hai con hỏa long của Bát Long Chấn Thiên Phủ. Một vị cự nhân dẫm chân lưng rồng, ngưu giác tể thiên, chính là Hạ Hầu Chi Linh. Không lâu trước đây hắn bị Bích Tà Thần Hoàng đả thương, trốn trong tiểu hư không trị thương. Vừa rồi Trung Nhạc và Bích Tà quyết đấu, dẫn ra Chí Tôn bảng đã đánh thức hắn. Khi Trung Nhạc và Bích Tà quyết đấu, hắn không dám ra tay, vì nguyên thần của Bích Tà Thần Hoàng ở trong chiến tranh chi giác. Nếu hắn ra tay thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Còn Bích Tà Thần Hoàng đoạt xác Bích Tà, nguyên thần ký sinh trong nhục thân của Bích Tà, nằm trong giai đoạn quan trọng của đoạt xác, tạo cơ hội tốt cho hắn giết Bích Tà Thần Hoàng. Bát Long Chấn Thiên Phủ và chiến tranh chi giác uỳnh uỳnh va đập, thần uy mang tính hủy diệt cuốn phăng bốn phía, đi tới đâu là đổ nát tới đó. Núi non lật nhào, mặt đất tách rời, sông suối bắn lên không, tạo nên một cảnh tượng hủy diệt đầy khủng bố. Ở tiểu hư không khác cũng có rất đông luyện khí sĩ đang lịch luyện đều gặp tai họa, bị hủy diệt trước chấn động của thần binh hầu cấp, thần cấp và hoàng cấp, chết không có chỗ chôn. Dù sao Trung Nhạc cũng đi trước, lúc này toàn lực bay ra ngoài cánh cửa của tiểu hư không. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, gần như nháy mắt đã đi nghìn dặm, lao tới trước cánh cửa tiểu hư không trước khi thần uy tới. Cùng lúc đó, hơn chục luyện khí sĩ khác
khá gần với cánh cửa tiểu hư không cũng lao tới, tất cả bọn họ cũng tràn vào cánh cửa cùng một lúc. Bên ngoài tiểu hư không, Thông Ngô thần kính đột nhiên tối lại, cảnh tượng bỗng chốc mơ hồ, rồi hình ảnh vỡ vụn, có lẽ Thông Ngô thần kính đã bị hủy diệt. Côn đại tiên sinh sắc mặt biến đổi, có chút đau lòng. Cảnh tượng vừa rồi họ đều thấy, nhưng chỉ thấy thanh bảng, chiến vương bảng, thần thoại bảng, chí tôn bảng biến thành bốn lá cờ tấn công bích tà thần hoàng. Còn thấy hai con hỏa long từ trên trời lao xuống, chứ không thấy bát long chấn thiên phủ. Sau đó thì Thông Ngô thần kính đã vỡ tan. Tiểu hư không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ cũng chỉ suy đoán mơ hồ, chứ không dám khẳng định. Đột nhiên Phong Vô Kỵ hét lớn: "Các vị, phong tỏa tiểu hư không, đừng để luyện ký sĩ bên trong ra ngoài." Hạ tông chủ, Trúc Dung Nhan Khâm, mấy người khựng lại, một cường giả Trúc Dung thị phẫn nộ: "Tộc ta có không ít đệ tử ở trong đó đâu. Họ có thể sống mà thoát ra không đấy?" Phong Vô Kỵ cười khẩy: "Dù sao, họ cũng không thể sống mà thoát khỏi uy lực của hai món đại thần binh được. Không bằng phong tỏa cánh cửa lái, không cho Trung Sơn thị cũng chết luôn trong đó đi." Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên hơn chục luyện khí sĩ từ trong cánh cửa tiểu hư không bay ra. Đông đảo cường giả vội nhìn quanh, thấy mười mấy vị luyện khí sĩ này đều hoảng hốt bất an, nhưng không thấy tung tích của Trung Nhạc. Rồi thần uy sộc tới, mọi người vội lao đi tránh. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh cửa tiểu hư không bị uy lực của hai món đại thần binh xung kích, xuất hiện vô số vết nứt. Còn bức tượng hạ hầu mới xây không lâu cũng vỡ tan tành. Trung Sơn thị không có giá. Mấy người Côn đại tiên sinh đều mừng rỡ. Thần uy cường hãn như vậy, cho dù là bọn họ chạm phải cũng chết đi, Trung Nhạc không ra khỏi tiểu hư không chắc chắn là đã chết trong đó rồi. Đúng là ông trời đố kỵ người tài mà. Hạ tông chủ cười ha ha. Phong Vô Kỵ nhìn những luyện khí sĩ vừa thoát ra khỏi tiểu hư không, đột nhiên hô lớn: "Hạ tông chủ, đề phòng vạn nhất, chúng ta giết hết những luyện khí sĩ kia đi là tốt nhất rồi. Chỉ khi giết hết họ mới đảm bảo Trung Sơn thị đã chết đi." Hạ tông chủ sắc mặt không vui, Trúc Dung Nhan Khâm cười khẩy: "Đại tế tử, ngươi hơi đang nghi quá thì phải. Các luyện khí sĩ vừa thoát ra, ai là Trung Sơn thị đây? Tự nhiên giết đệ tử của Trọng Lê thần tộc ta. Phu phụ ta sau này làm thế nào cho người khác phục được đây? Làm sao thống lĩnh Nam Hoang đây?" Phong Vô Kỵ dậm chân thầm thở dài. Thần uy từ trong cánh cửa tiểu hư không sộc ra, xung kích bốn phía. Hỏa đô thành đại loạn, không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ chạy tán loạn. Giờ họ không biết đâu là luyện khí sĩ thoát ra từ tiểu hư không nữa rồi. Chắc chắn Trung Nhạc ở trong số hơn chục người vừa rồi. Đáng tiếc hạ tông chủ bọn họ quá là nhu nhược. Giết mười mấy người đồng tộc thì đã là cái gì? Đều mềm lòng như một đám đàn bà vậy. Phong Vô Kỵ thầm phẫn nộ. Trong tiểu hư không đột nhiên oanh một tiếng, cánh cửa tiểu hư không kêu lên răng rắc, dường như không thể chịu nổi nữa. Mau chạy đi. Hạ tông chủ sắc mặt biến đổi, vội vàng hét lớn. Cánh cửa của tiểu hư không ở phía trên bầu trời hỏa đô thành, lúc này đợt thần uy thứ hai bạo phát, làn sóng dao động ác liệt hơn trước ập tới. Từ bên trong cánh cửa tiểu hư không ập ra, khu vực hỏa đô thành mà cánh cửa hướng về lập tức bị săn phẳng, không còn bất cứ thứ gì. Một vùng không gian khoảng trăm dặm là trống trơn, bất luận là người hay thú, cường giả mạnh cỡ nào, dù là lầu gác hay cung điện hoặc núi non, tất cả đều bị thần uy oanh kích tan tành. Chỉ e đệ nhị thánh địa của Nam Hoang, Hỏa Đô Thành đã trở thành lịch sử rồi. Lúc này Trung Nhạc rời khỏi Hỏa Đô Thành nhanh như bay, quay lại nhìn thì thầm nghĩ: cánh cửa hư không nối liền tiểu hư không với tổ tinh, nếu nó không chịu nổi trọng kích từ thần hầu thần hoàng chi báo thì có lẽ toàn bộ không gian trong tiểu hư không sẽ đột ngột xuất hiện ở tổ tinh. Đường kết nối của tiểu hư không đã bị phá vỡ, không gian cấm cố sẽ được trở lại tổ tinh, cương vực tổ tinh có lẽ sẽ rộng thêm vài lần. Trong thời gian đó sẽ xảy ra kịch biến gì, Trung Nhạc cũng không dám khẳng định. Dù sao việc này cũng liên quan đến việc mở rộng không gian, mà hắn còn chưa được tiếp xúc với lĩnh vực này. Phong Vô Kỵ, Côn Đại Tiên Sinh mấy người họ cũng đang tháo chạy. Hạ tông chủ, Trúc Dung Nhan Khâm thì đang ra đưa các nhân tộc không kịp chạy vào trong nguyên thần bí cảnh của mình. Nguyên thần bí cảnh của hai vị cự phách này rất rộng, pháp lực cũng cường hãn, đưa tay nhấc hàng loạt luyện khí sĩ nhét vào trong nguyên thần bí cảnh để họ khỏi bị mất mạng trước xung kích của thần uy. Hỏa đô thành đã đại loạn, còn có mấy vị võ đạo tiên sư cõng các tòa cung điện chạy đi. Cự phách của Trúc Dung thị dùng pháp lực vận chuyển
Hỏa Thánh Cung, hợp lực tế Hỏa Thánh Cung lên bỏ chạy. Họ cũng biết chắc chắn cánh cửa tiểu hư không sẽ không gắng gượng được nữa. Tiểu hư không sắp biến thành không gian của tổ tinh. Nếu lúc đó xảy ra kịch biến thì Hỏa Đô Thành chắc chắn sẽ bị hủy diệt, nên tranh thủ đưa những thứ quý giá trong thành đi thì hơn. Trong tiểu hư không thì vọng ra tiếng cười khẩy. Thiên Hầu, ngươi có biết tại sao ta để Bích Tà và Trung Sơn Thí quyết chiến trong tiểu hư không của ngươi không? Đây chính là giọng nói của Bích Tà Thần Hoàng, mang một sự uy nghiêm đứng trên thiên hạ vạn vật. Còn Thiên Hầu mà hắn nói chính là Hạ Hầu. Thiên Hầu chính là hậu vị của hắn. Hậu vị của Hạ Hầu là Thiên Hầu. Hậu vị của Bạch Hầu là Địa Hầu. Của Long Hầu là Hải Hầu. Của Côn Hầu là Tinh Hầu. Của Ma Hầu là Chiến Hầu. Hầu vị khác thì chức trách cũng khác nhau. Dám trực tiếp gọi hầu vị của Hạ Hầu cũng chỉ có Bích Tà Thần Hoàng mà thôi. Hạ Hầu không khỏi có phần hoảng loạn. Hắn vốn tưởng Bích Tà Thần Hoàng sau khi đoạt xác Bích Tà thì sẽ không thể dựa vào nhục thân Bích Tà thi triển toàn lực. Nhưng không ngờ bốn tấm bảng lớn của hắn còn chưa tới gần thì đã vỡ tan tành. Còn Bát Long Chấn Thiên Phủ còn chưa giáng xuống đã bị chiến tranh chi giác xuyên thủng. Lúc này song long dưới chân của hắn đã bị chiến tranh chi giác đâm xuyên. Tiếng thủ và vang lên và song long nổ tung. Giờ cục thế đã nghịch chuyển. Hắn không phải sẽ trừ bỏ Bích Tà Thần Hoàng mà Bích Tà Thần Hoàng sẽ giết hắn. Chỉ có một cách giải thích. Đó chính là vừa rồi Bích Tà Thần Hoàng không hề đoạt xác Bích Tà mà là cố tình nghi binh dù hắn xuất hiện và trừ bỏ hắn. Người trốn ở đây sao ta lại không biết chứ? Bích Tà Thần Hoàng thản nhiên nói. Chọn nơi này chính là để trừ bỏ ngươi. Con đường dung hợp lục đại thánh linh dung hợp của ta bị nhân hoàng phá hỏng, công sức đổ sông đổ biển. Cũng may lục đại thánh linh vẫn còn. Ta không chỉ muốn mượn nhục thân của hậu thế hồi sinh, mà cũng muốn dung nhập linh hồn ta với lục đại thánh linh, luyện vào 6 quả tim của nhục thân mới. Nếu làm được thì còn phải tế một linh hồn cường đại mới dung hợp được 6 quả tim với thánh linh. Hạ Hầu bị vây khốn, gầm thét liên hồi đối kháng với chiến tranh chi giác, không thể đáp lời hắn. Bích Tà Thần Hoàng tự nói cho mình nghe. Nguyên thần của ngươi đúng là vật liệu tế tự tuyệt hảo. Tế ngươi ta sẽ có thể lục tâm lục thánh linh tương hợp. Hơn nữa ta còn muốn giết ngươi để lập uy, cảnh cáo Hải Hầu, Tinh Hầu, Chiến Hầu và Hiếu Mang, bọn chúng không dám manh động. Hắn cười nói. Chúng thấy ngươi chết trong tay ta sẽ dao động, không biết ta thực sự hồi sinh hay giả chết để chúng xuất hiện nạp mạng. Uỳnh uỳnh. Tiểu hư không lại rung chuyển, cánh cửa đã vỡ vụn. Trung Nhạc ở cách đó nghìn dặm nhìn về hướng kia. Khi cánh cửa tiểu hư không vỡ tan, đột nhiên Hỏa Đô Thành liền biến mất, tầng tầng lục địa xuất hiện điên cuồng mở rộng. Không gian tổ tinh vốn bị xếp chồng trong dị không gian cuối cùng cũng tái xuất hiện. Trung Nhạc ở trên không trung cúi nhìn thì thấy đại địa không ngừng mở rộng ra bốn phương tám hướng, núi non nhô lên lướt qua rồi biến mất. Ngoài ra còn có biển lớn mênh mông, lục địa rộng bao la không giới hạn điên cuồng được mở rộng. Trung Nhạc nhìn mà hoa mày chóng mặt, chỉ thấy không thể tin nổi. Không gian đó vốn bị phong ấn trong không gian khác giờ được trả lại tổ tinh, nhưng tạo ra chấn động không hề nhỏ, lập tức khiến diện tích tổ tinh rộng thêm gấp mấy lần. Nam Hoang vốn đã rất rộng, giờ còn rộng hơn không chỉ trăm lần. Cho dù Trung Nhạc toàn lực phi hành thì cũng phải hơn chục ngày mới tới điểm tận cùng được. Những thần ma này quá đáng thật, phong ấn tổ tinh nhiều như vậy sao? Trung Nhạc phẫn nộ, Tân Hòa mượn mắt của hắn nhìn quanh, lắc đầu nói. Giờ mới chỉ là một chút thôi, chưa bằng một cái lông trên thân con bò đâu. Trung Nhạc giật mình, tổ tinh rộng như vậy mà chưa bằng một cái lông trên cả con bò sao? Chỉ riêng một tòa đế lăng thì không gian phong ấn bên trong cũng lớn gấp trăm ngàn lần tiểu hư không rồi. Tân Hỏa tiếp tục nói. Mà những thiên đế của Phục Hy Thị các ngươi đều thích chôn nhục thân của mình ở trên tổ tinh. Trung Nhạc không còn nói được gì. Việc tổ bối làm đúng là quá đáng. Không gian của tiểu hư không hoàn toàn trở thành một phần của tổ tinh. Cảnh tượng trận chiến giữa Bích Tà Thần Hoàng và Hạ Hầu cũng xuất hiện tại Nam Hoang. Hạ Hầu Chiêu Linh đột nhiên ném Bát Long Chấn Thiên Phủ ra xa, rồi bị chiến tranh chi giác hút vào bên trong rồi bị tế sống. Bên trong tù và, tiếng kêu thảm thiết của Hạ Hầu vọng ra kinh thiên động địa. Hắn hóa thành linh quang chảy ra từ tù và vào ngực của Bích Tà. Ở đó lục đại thánh linh bắt đầu kết hợp với 6 quả tim của Bích Tà, khiến tim của hắn biến thành 6 bông hoa sen màu thịt. Hạ Hầu, ném Bát Long Chấn Thiên Phủ đi, có lẽ biết mình không thoát được. Ném Bát Long Chấn Thiên Phủ cho tộc nhân,
Hắn chết rồi, trọng lấy thần tộc cũng không còn sự bảo vệ của hắn ta, khó lòng mà thoát kiếp được. Nhưng nếu giữ được Bát Long Chấn Thiên Phủ thì cũng không đến nỗi bị diệt tộc. Trung Nhạc thầm thở dài, đột nhiên nhớ tới một việc, lên tiếng hỏi: Tân Hóa, một luyện khí sĩ có lục đại thánh linh thì không phải rất khó điều khiển hay sao? Tân Hỏa lắc đầu: Các chủng tộc khác chắc chắn không thể cùng một lúc điều khiển lục linh, nhưng Bích Tà thần tộc thì lại có thể. Hắn có 6 quả tim, điều khiển dễ hơn các chủng tộc khác rất nhiều. Ngoài Bích Tà thần tộc thì còn có chủng tộc sinh ra đã có 5 cái đầu, 5 quả tim. Chủng tộc này có thể cùng lúc tu luyện ngũ linh. Sau này người sẽ gặp cường giả của chủng tộc này. Ngũ linh của hắn chính là ngũ hành linh, rất lợi hại. Sao? Đồng thời điều khiển ngũ linh sao? Trung Nhạc giữ người, hơn nữa còn là ngũ hành linh. Đại thiên thế giới đúng là không điều kỳ lạ nào là không có. Nhạc tiểu tử, vũ trụ lớn như vậy, ngươi không muốn đi xem một chút hay sao? Tân Hỏa dụ hoặc nói: Vũ trụ lớn như thế, ta nhỏ thế này, ta sẽ đánh mất chính mình mất thôi. Ngươi yên tâm Tân Hỏa, sau này nhất định ta sẽ đi xem sao. Côn Hầu, Ma Hầu và Hiếu Mang Lão Tổ, Long Tổ, bọn họ đều không ra tay. Trung Nhạc nhìn xung quanh, sau khi Hạ Hầu chết đi, trời yên bể lặng, yên bình đến mức khó hiểu. Xem ra họ đều bị Bích Tà Thần Hoàng dọa cho sợ rồi, không dám đấu lại Bích Tà Thần Hoàng nữa rồi. Hắn không kìm được mà lắc đầu. Bích Tà Thần Hoàng tế Hạ Hầu chi linh, dung hợp tim và thánh linh, chính là lúc hắn đoạt xác Bích Tà. Đây mới là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Bích Tà Thần Hoàng. Nhưng Long Tổ, Ma Hầu đều bị dọa sợ, bỏ qua mất cơ hội này. Trung Nhạc tuy muốn ra tay, nhưng khổ nỗi hắn không làm gì được Bích Tà Thần Hoàng. Vì thế với hắn, đây cũng không phải là cơ hội tốt nhất. Một lúc lâu sau, Hạ Hầu Chi Linh bị tế hoàn toàn, Trung Nhạc lại đợi một lúc nữa mới tiến tới gần Bích Tà Thần Hoàng. Hắn biến lại hình dáng vốn có, tới gần Bích Tà Thần Hoàng. Trung Sơn Thí. Bích Tà Thần Hoàng nhìn hắn, đeo chiến tranh khí giác ở sau lưng, lên tiếng nói: Người không cần phải đề phòng ta, ta không có ý định giết ngươi. Nếu ta muốn thì đã động thủ lâu rồi. Cho dù Nhân Hoàng ám toán ta, nhưng hắn là hắn, ngươi là ngươi. Trong lời nói của hắn mang sự kiêu ngạo cao cao tại thượng, là khí độ của thần hoàng. Trung Nhạc lắc đầu bật cười: Cho dù ngươi muốn giết ta thì ta cũng không sợ. Giờ ngươi đoạt xác Bích Tà rồi thì có mấy phần thực lực đấy. Cho dù ngươi có lục đại thánh linh cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Hơn nữa ngươi cũng không dám động thủ. Nếu động thủ, người sẽ bị Hiếu Mang Lão Tổ bọn họ nhìn ra sơ hở. Người sẽ chết nhanh hơn ta. Ta tới chỉ là muốn xem Bích Tà đã chết thật chưa thôi. Bích Tà Thần Hoàng nhìn hắn, bình tĩnh nói: Chàng trai trẻ, người nghĩ nhiều rồi. Trung Nhạc thản nhiên nói: Có lẽ ta nghĩ nhiều thật. Thần Hoàng chắc sẽ không ở lại lâu trên tổ tinh phải không? Ngươi càng ở lâu thì càng nguy hiểm. Không lâu nữa Hiếu Mang Lão Tổ bọn họ sẽ tỉnh lại hạ thủ với ngươi. Vì thế ngươi sẽ rời khỏi tổ tinh càng nhanh càng tốt. Việc này không phải là ta nghĩ nhiều chứ? Bích Tà Thần Hoàng gật đầu: 10 vạn năm trước ta để lại truyền tống đại trận, chuẩn bị hồi sinh xong rời khỏi tổ tinh. Ta muốn tới Tử Vi tinh vực. Nhân Hoàng phá hỏng đại sự của ta, ta sẽ không giận cá chém thất lên ngươi, nhưng sẽ không tha cho hắn ta. Ta sẽ trở lại, lúc đó tổ tinh sẽ thành đế tinh. Mọi bảo tàng ở đây đều là để trợ giúp cho ta thành thiên đế. Người sẽ không về được đâu. Trung Nhạc nói: Người đi rồi sẽ không thể quay về, vì đây sẽ là địa bàn của ta. Nếu người muốn động vào, ta sẽ đánh chết người. Nếu người giết Nhân Hoàng, ta sẽ tới Tử Vi tinh vực đánh chết người. Bích Tà Tần Hoàng nghiêm túc quan sát hắn một lúc, lên tiếng nói: Chàng trai trẻ, người có biết lần hồi sinh này ta đã dung hợp lục đại thánh linh, thành tựu kiếp này đã vượt xa kiếp trước rồi không? Bích Tà Thần Hoàng, ngươi nghĩ nhiều rồi. Trung Nhạc bình tĩnh nói: Cho dù ngươi dung hợp lục đại thánh linh thì ta cũng đánh chết được ngươi. Bích Tà Thần Hoàng sắc mặt hơi tối lại, phì cười nói: Ngựa non háu đá, ngươi nói vậy không sợ ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ sao? Vậy thì Thần Hoàng ngươi lúc này có khả năng đó mới được. Trung Nhạc cứng rắn nói: Ta chính là muốn chứng minh người có hồi sinh cũng chẳng có tác dụng gì. Người căn bản không bằng Bích Tà. Ta không đánh chết được Bích Tà, nhưng ta có thể giết chết ngươi. Bích Tà hy sinh cho ngươi đó là sai lầm. Thật không biết trời cao đất dày.
Bích Tà Thần Hoàng sắc mặt lạnh tanh, bỗng bật cười bay đi, để lại tiếng nói tựa như sấm vang vọng ở trên tầng mây. Người tầm mắt quá hạn hẹp, nên Nhân Hoàng cũng không chọn người làm người kế thừa. Tiếng nói của hắn vang vọng, tuy vẫn không ra tay với Trung Nhạc, nhưng trong tiếng nói ẩn chứa nộ khí. Đồ hủ bái! Trung Nhạc nói lớn, chiếm không miếu đường, lãng phí tài nguyên. Bích Tà Thần Hoàng trên không trung người cứng lại, dừng một chút rồi bay đi xa. Hắn dường như có chút không kìm nén được. Nếu Trung Nhạc còn nói những lời như vậy, hắn sẽ không kìm được sát cơ mà để lộ việc hắn đã đoạt xác. Hắn vẫn có chút ném chuột sợ vỡ bình quý, sợ bị Long Tổ, Ma Hầu, mấy bộ hạ cũ nhìn thấu. So sánh với Trung Nhạc thì hắn sợ chết hơn. Dù sao cũng là ngựa non háu đá, hắn sao biết được Lục Đại Thánh Linh ta khổ sở luyện thành có tác dụng lớn như thế nào tới tu vi thực lực của ta đây. Bích Tà Thần Hoàng thấp giọng nói, tên tiểu quỷ này chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời của ta mà thôi, còn Nhân Hoàng mới là đối thủ của ta. Đến khi ta trở lại đỉnh cao, Nhân Hoàng, người sẽ biết việc người ám toán ta là sẽ lầm tới mức nào. Mấy ngày sau, hắn trở về Tây Hoang, tới một sân cốc giải phong ấn trong đó. Nghe huỳnh huỳnh tiếng nổ từ dưới lòng đất vang lên, những chiếc cột trụ chọc trời từ dưới đất chu lên, đứng sừng sững giữa sân cốc có tới hàng vạn cây cột, tạo thành một tòa truyền thống đại trận cổ xưa. Bích Tà Thần Hoàng bước vào trong trận pháp, kích hoạt trận pháp, thân hình lập tức liền biến mất. Đúng lúc này, trong đại trận bắt đầu sụp đổ, cột đá đổ sụp vỡ tan, truyền thống đại trận cũng tan rã. Ồ, đó là Bích Tà Thần Hoàng được truyền tống ra khỏi tổ tinh, ra khỏi thái dương tinh hệ, thân ở trong giải ánh sáng truyền tống, đột nhiên thất kinh. Một đường thông đạo không biết từ đâu trong bầu trời tới, một đầu của thông đạo đã nối liền với tổ tinh. Thông đạo này bị băng đá phong tỏa, đóng băng, bên trong còn có khí tức của thần ma. Đây là thần thông của địa hầu. Bích Tà Thần Hoàng bực dọc thầm nghĩ, con đường này là ai đã đào ra đấy? Địa hầu đã băng phong nó từ bao giờ? Nhưng xem ra hình như phong ấn của địa hầu đã lơi lỏng, có lẽ không kiên trì được lâu nữa rồi. Hắn không nghĩ nhiều, lưu quang truyền tống đã đưa hắn đi xa. Trên tổ tinh, Trung Nhạc cũng rời khỏi Nam Hoang, tiến về Đại Hoang Kiếm Môn. Tổ tinh hiện nay đã lớn hơn mấy lần so với trước, địa vực mênh mông, đại địa được từng vân bao trùm, cảnh tượng hoàn toàn khác với trước kia, thậm chí còn có khí tức thần thánh. Nếu không gian bị phong ấn trên tổ tinh đều được thích phóng hết thì sẽ như thế nào đấy? Trung Nhạc vừa đi vừa quan sát, trong bụng kinh thán. Hắn tới đây nhìn thấy rất nhiều bảo địa, không hề thua kém Kiếm Môn. Mỗi nơi đều thích hợp cho khai tông lập phái, cho nhân tộc sinh sôi nảy nở. Quan trọng hơn là những vùng cương vực đó đều không có chủ. Không gian bị phong ấn trong tiểu hư không được thích phóng, khiến tổ tinh xuất hiện thêm không biết bao nhiêu thánh địa, thánh cảnh. Thế lực của Trọng Lê thần tộc ở Nam Hoang bị tổn hại lớn, Hạ Hầu chết rồi, Hỏa Đô Thành bị san thành bình địa. Trọng Lê thần tộc hiện nay căn bản không thể thống trị cương vực lớn như thế này được nữa rồi. Trung Nhạc ánh mắt lay động, thầm nói nhỏ, không biết quân sư tỷ có thể nắm lấy cơ hội này mà mở rộng lãnh địa Đại Hoang hay không. Không lâu sau, hắn tới biên giới Đại Hoang, đột nhiên tim khẽ run lên, vô số cự nhân cao tới nghìn trượng gầm lên giận dữ, nhấc bổng các ngọn núi ở biên thủy Đại Hoang lên, vác lên vai đi về phía Nam Hoang. Còn tướng sĩ Trọng Lê thần tộc ở Bắc Quan Nam Hoang cũng gầm lớn, một vị cường giả võ đạo bay lên bi phẫn. Nhân tộc, các ngươi quá đáng rồi đấy, bên này núi là lãnh địa của Trọng Lê thần tộc bọn ta, các ngươi đây là muốn khai chiến đúng không? Trung Nhạc nhìn kỹ, thấy những vị pháp thiên cảnh, chân linh cảnh vận chuyển núi kia đều là trưởng lão của Kiếm Môn, còn có Khâu Cấm Nhi, Phương Kiếm Các bọn họ. Thủy Tử An cũng có mặt, lão giả đó cười nói, tiểu hữu nói đúng, bên kia núi là lãnh địa của Trọng Lê thần tộc, bọn ta sẽ không vượt giới đâu. Vị cường giả võ đạo kia phẫn nộ nói, Thủy Tử An, ta kính phục ngươi là một anh hùng, giờ các ngươi muốn thế nào? Ờ thì rời núi. Thủy Tử An hiên ngang nói, bọn ta không vượt giới, là núi đang đi, ngươi xem, đúng là núi đang bước đi không? Các tướng sĩ Trọng Lê thần tộc giận quá mất khôn, chửi bới ầm ĩ, đánh chết đám nhân tộc phía bắc đi. Các tướng sĩ phẫn nộ thi nhau xin lệnh xuất binh. Đại tướng trấn thủ biên quan là một cự phách của Trúc Dung Thị, nghe thế thì lắc đầu, nhân tộc bọn chúng chắc chắn có thể tiêu diệt chúng ta,
Biết cương vực Nam Hoàng ta đột nhiên mở rộng hơn gấp trăm lần, Thiên Hầu Cung roi dài cũng không tới được. Nam Hoàng ta không đủ binh lực trấn thủ nhiều đất đai như vậy, vì thế chúng mới đổ xô tới chiếm tiện nghi. Giờ chúng ta không thể động thủ, nếu động thủ Kiếm Môn tiêu diệt chúng ta dễ như trở bàn tay. Giờ phải đợi tin của tông chủ rồi. Hắn chỉ là cường giả trọng lê thần tộc trấn thủ biên quan, còn Kiếm Môn đều dốc hết cao tầng, nếu động thủ thì đương nhiên bọn hắn không phải đối thủ. Trung Nhạc nhìn thế vậy không khỏi bật cười, thầm nghĩ bụng: chủ ý này chắc chắn không phải của Thủy Tử An trưởng lão rồi, cũng không phải của Phương Kiếm Các, chỉ có thể là chủ ý của Quân Sư Tỷ, chỉ có tỷ ấy mới dùng thủ đoạn vô lại như vậy thôi. Hắn đáp xuống cùng các cường giả Kiếm Môn rời núi xâm chiếm Nam Hoang. Tới tối, hàng mấy trăm ngọn núi lớn phía Nam Đại Hoang đã nam tiến hàng mấy nghìn dặm. Các vị trưởng lão Kiếm Môn đều mệt nhoài, không thể không nghỉ ngơi. Nửa đêm, đông đảo cường giả Nam Hoang xuất động, tranh thủ ban đêm di rời các ngọn núi, len lén đưa các ngọn núi quay lại chỗ cũ, tới khi trời sáng thì đi được vài trăm dặm. Trời sáng, các trưởng lão Kiếm Môn lại bắt đầu rời núi, về hướng Nam, một ngày lại rời được vài nghìn dặm. Đêm đến, các cường giả của Trọng Lê thần tộc Nam Hoang lại chuyển núi về phía Bắc, cứ liên tục như thế hơn chục ngày, trên dưới Kiếm Môn đưa dãy núi Nam Lộc dịch về hướng Nam hơn 3 vạn dặm, cương thổ Đại Hoang rộng thêm hơn một nửa. Cường giả Nam Hoang cũng nghiến răng ken két, tranh thủ ban đêm rời núi, tốt xấu thế nào cũng không mất quá nhiều lãnh địa. Lúc này, mấy người hạ tông chủ truyền tới tin tức lệnh cho họ thu binh rút lui, không tranh với nhân tộc nữa. Các tướng sĩ Nam Hoang trong lòng vẫn còn phẫn nộ, nhưng hạ tông chủ đã truyền lệnh thì không thể không theo, đành thu binh, mặc cho nhân tộc cứ thế nam tiến. Ồ, sao chúng lại đi rồi? Lôi Sơn trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Đang chơi vui mà, thêm mấy ngày nữa đi. Chắc Trọng Lê thần tộc ở phía Tây và phía Đông có việc khẩn rồi. Thủy Tử An nói. Chúng ta cho dù liên tục rời núi thì lãnh địa chiếm được cũng có hạn, nhưng phía Tây Nam Hoang là hàng nghìn thần tộc, mỗi thần tộc đều chiếm lĩnh lãnh địa hơn một chút. Nhiều thần tộc như vậy xâm chiếm, lãnh địa bị chiếm sẽ nhiều hơn của chúng ta nhiều. Đặc biệt là Côn Bằng thần tộc vừa mới đã thông thông đạo từ Mộc Diệu Tinh tới Tổ Tinh. Lần này chắc chắn sẽ cắn chặt miếng thịt ngon Trọng Lê thần tộc, xây dựng lãnh địa thuộc về mình rồi. Trung Nhạc gật đầu cười nói. Còn phía Đông thì là Long tộc và Yêu tộc. Yêu tộc còn đỡ, Long tộc thì đã thèm thuồng lục địa lâu rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Yêu tộc cũng nhân cơ hội này xâm chiếm phía Nam, Sư Bất Dịch chắc chắn cũng không bỏ qua thời cơ tốt này. Còn Bắc Hoang Bạch Trạch Thị thì có lẽ khó lòng mở rộng. Muốn mở rộng thì phải thôn tính Đông Hoang, còn cả Ma tộc có lẽ cũng không có phần. Giờ Nam Hoang quá rộng, chỉ diện tích Nam Hoang thôi cũng lớn gấp mấy lần Tổ Tinh lúc trước. Lúc này không phân chia lãnh địa thì chờ đến bao giờ đây? Đến khi các chủng tộc khác phân chia phần lãnh địa nhiều hơn này thì không có phần của Đại Hoang nữa rồi. Cố lên, cố gắng lên nào. Thủy Tử An vung tay cổ vũ mọi người rồi nói lớn. Từ cổ tới nay, phía Bắc của Nam Lộc chính là lãnh địa của Đại Hoang ta. Chúng ta hành động càng nhanh thì Đại Hoang sẽ càng rộng. Mọi người cùng lên tinh thần, tiếp tục vận chuyển núi, tiếp tục tiến về hướng Nam. Ngoài Đại Hoang mở rộng thì Tây Hoang cũng mở rộng đến kinh người. Tây Hoang có không biết bao nhiêu bộ lạc thần tộc, đúng là như thủy triều chiếm cứ địa bàn. Đặc biệt là Côn Bằng thần tộc liên tục tràn lên, dẫn đầu chiếm một khoảng lớn hải vực trong đại lục nối liền với đại dương, lấy tên Địa Trung Hải, chiếm đóng nơi này rồi tiếp tục mở rộng về lục địa. Điều khiến Trung Nhạc không thể ngờ đó là Bạch Trạch Thị cũng nhân cơ hội này hành động, phái cường giả Bạch Trạch Thị lấy một khoảng đất rộng vô chủ, lập bia viết nơi này từ cổ tới nay là lãnh địa của Bạch Trạch Thị. Mà Hiếu Mang thần tộc cũng chạy tới, đông đảo cường giả Hiếu Mang thần tộc hóa thân thành bàn ngao ba đầu, đi tiểu khắp nơi đánh dấu địa bàn. Ngũ Đại Long tộc cũng nhân cơ hội này lên đất liền Nam Hoang, mỗi tộc đều cắt cứ một vùng. Vừa hay gặp phải đại quân Yêu tộc của Tam Đại Đào chủ từ Đông Hoang tới, lại là một trận hỗn chiến. Càng nằm ngoài dự liệu của Trung Nhạc hơn nữa, đó là Ma tộc cũng nhân cơ hội này mà tới, vượt biển lên vùng đất vô chủ ở Nam Hoang chiếm cứ lãnh địa. Ma tộc, tộc của Bát Đại Thánh tộc đều lập bia trên lãnh địa của mình, trên đó có viết từ xưa tới nay .. Ta đã đánh giá thấp sự vô sĩ của những chủng tộc này rồi. Trung Nhạc nói. Lão địa chủ Nam Hoang là Trọng Lê thần tộc, tự biết không thể trấn thủ cương vực lớn như vậy nên cố gắng thu mình hết sức tránh xung đột với các tộc. Nhưng với lãnh địa vốn có ở Nam Hoang
thì Trọng Lê thần tộc vẫn rất xem trọng, trọng binh canh gác, không ngại khai chiến với các tộc. Hơn nữa, tuy Trọng Lê thần tộc có thu hẹp nhưng vẫn sai binh lính mở rộng cương thổ, lãnh địa đã rộng hơn trước nhiều lần. Các tộc không ngừng xâm chiếm. Nửa năm sau, phần lãnh địa nhiều hơn cơ bản đã phân chia xong, rất nhiều chủng tộc vẫn định nam tiến. Lúc này, trong Nam Hoang đột nhiên có thần uy xung thiên, một vị thần nhân của Hạ Thị xuất hiện, từ trên trời thò xuống một ngón tay. Ngón tay dài hơn nghìn trượng, vẽ xuống mặt đất, tạo thành một dãy vực dài hàng vạn dặm. Nam Hoang, lấy đây là ranh giới. Vị thần nhân đó nói xong liền biến mất. Vị thần nhân Trọng Lê thần tộc này vẽ ra dãy cương vực này đã tách biệt Trọng Lê thần tộc với lãnh địa của các tộc khác. Không lâu sau, Tây Hoang có sơn thần tộc xâm chiếm, tạo ra một cây cầu đá bắc ngang vực núi, nối liền bờ bên kia. Đông đảo cường giả sơn thần tộc vượt cầu, vừa mới tiến bên kia thì đột nhiên thần uy bạo phát. Những cường giả sơn thần tộc này bị một bàn tay khổng lồ đập nát tan tành, chết sạch không còn ai. Việc này đã chấn động thiên hạ, từ đó không còn thần tộc nào dám xâm nhập lãnh địa của Trọng Lê thần tộc nữa. Mấy ngày sau, cường giả kiếm môn cuối cùng cũng rời những ngọn núi lớn ở Lam Lộc tới bên cạnh vực núi. Mọi người nhìn nhau rồi đặt các ngọn núi Nam Lộc xuống. Quân Tư Tà, môn chủ kiếm môn cũng tự mình rời núi, tới nơi quan sát dãy vực không khỏi cảm khái. Lãnh địa vị thần nhân này vẽ ra lớn hơn nhiều với lãnh địa cũ của chúng ta. Quả nhiên hào phóng, chúng ta không ngờ lại chiếm được nhiều lãnh địa như vậy. Môn chủ, đại hoàng chúng ta không nhiều người. Thủy Tử An lắc đầu. Khó lòng trấn thủ được cương vực rộng như vậy. Chỉ khi đón nhân tộc từ các chủng tộc khác về đại hoang, dùng mấy trăm năm bồi dưỡng ra luyện khí sĩ hậu bối thì mới trấn thủ được giang sơn rộng lớn như vậy. Trung Nhạc gật đầu nói. Đúng vậy, nhân tộc ở Đông Hoang ta có thể đón về. Giờ thực lực Đông Hoang mở rộng về hướng Nam, sự bất dịch và long tộc đánh nhau rất náo nhiệt, không thể phân tán tinh lực. Còn các thành chủ, quan chủ, đạo chủ của yêu tộc thì đều đang tranh giành lãnh địa với long tộc. Đây là cơ hội tốt nhất để nhân tộc trong yêu tộc rời tới đại hoang. Phương Kiếm Các gật đầu nói. Các thần tộc ở Tây Hoang cũng đang tranh đoạt lãnh địa. Lúc này cũng là thời cơ tốt di rời nhân tộc ở Tây Hoang về đại hoang. Chỉ là địa vực Tây Hoang rộng lớn, chỉ dựa vào một mình ta không đưa được nhiều nhân tộc trở về. Nguyên thần bí cảnh của hắn tuy rộng, có thể chứa hàng vạn nhân tộc, nhưng nhân tộc ngày đêm hít thở, hàng vạn mấy vạn người cũng hít thở. Không khí trong nguyên thần bí cảnh căn bản không thể chống cự được trong thời gian dài. Vì thế, dựa vào nguyên thần bí cảnh vận chuyển nhân tộc thì chỉ có thể được hơn nghìn người. Muốn di rời quy mô lớn thì phải dùng tới pháp lực, thu nhỏ lãnh địa, đưa từ Tây Hoang về Đại Hoang. Nhưng dọc đường vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ sẽ xảy ra rất nhiều sự cố. Trung Nhạc cười nói. Thủy Trưởng Lão, Phương Sư Huynh, Khâu Sư Muội, mọi người cứ tới Tây Hoang, chuyển nhiều nhân tộc về đây. Đông Hoang ta sẽ phụ trách. Còn cả nhân tộc ở hải ngoại cũng giao cả cho ta đi. Hải ngoại sao? Các cường giả kiếm môn nhìn nhau. Nhân tộc ở hải ngoại tuy không ít, nhưng nơi đó là lãnh địa của ma tộc, ai có thể tới đó đưa nhân tộc về đại hoang được đây? Nếu chúng ta đi hết rồi, nhỡ chủng tộc khác tới cướp lãnh địa thì sao đây? Khâu Cấm Nhi hỏi. Thế thì cứ để chúng cướp trước đi. Quân Tư Tà cười nói. Sau khi chúng cướp, chúng ta nói bỏ qua tranh chấp, cùng nhau khai thác. Bao giờ nhân tộc ta cường thịnh thì sẽ đoạt lại, đuổi chúng đi là được. Chỉ cần đông người còn sợ không cường thịnh được hay sao? Mọi người cười cười rồi rời đi. Cũng chỉ còn cách đó thôi. Quân Tư Tà nhìn Trung Nhạc nói. Đồng Hoàng cũng dễ nói, còn hải ngoại thì ngươi tính như thế nào? Trung Nhạc mỉm cười bước về hướng kiếm môn. Sư tỷ yên tâm, ta tự có cách mà. Chỉ là nhân tộc trong ma tộc quá đông, ta sợ không đưa được nhiều luyện ký sĩ về thôi. Quân Tư Tà lắc đầu, bước theo hắn cùng về kiếm môn. Nàng buộc phải trở về tọa trấn, giờ là lúc đang có nhiều chuyện xảy ra. Các đại chủng tộc đều đang tranh đoạt địa bàn. Vạn nhất có thần tộc nào đó tấn công kiếm môn, thì kiếm môn sẽ bị diệt môn mất. Mấy ngày sau, hai người trở về kiếm môn, Trung Nhạc lập tức trở về trấn Phong Đường, mời hai hóa thân của mình ra. Hắn tâm niệm khẽ động, Thái Cực Thần Ma Nguyên Đan tách ra thành hai viên cửu chuyển nguyên đan nhỏ hơn, một viên vào trong cơ thể Long Nhạc, một viên vào cơ thể Ba Tuần. Tinh khí trên đỉnh đầu hắn tràn ra chui vào cơ thể hai người. Long Nhạc và Ba Tuần chậm chậm mở mắt, đứng dậy rồi biến thành hai chùm sáng bay đi. Trên kim đỉnh, Quân Tư Tà ngạc nhiên quan sát mũi hai dải sáng
đặc biệt là Ma Tuần, thu hút sự chú ý của nàng hơn. Long Nhạc đã đánh, chắc là hóa thân của Trung Sư Đệ. Còn cường giả ma tộc kia là từ đâu tới đây? Lẽ nào cũng là hóa thân của Trung Sư Đệ sao? Nàng không khỏi kinh hãi, lên tiếng nói. Môn công pháp này của Trung Sư Đệ có phần giống với công pháp của phản đồ Phong Vô Ký, có thể tu thành hai hóa thân. Trung Sư Đệ càng ngày càng cao thâm khó lường rồi. Ta cũng phải cố gắng hơn, không thể để cho hắn vượt qua được. Lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc nghĩ ngợi một lúc, sau đó rời khỏi kiếm môn, hắn đi tới thẳng Đông Hoang. Chỉ dựa vào một mình Long Nhạc thì không di chuyển được bao nhiêu nhân tộc ở đó. Hắn nhân lúc đang hỗn loạn, tới đó di chuyển thêm nhân tộc. Còn lãnh địa ma tộc ở hải ngoại, Ba Tuần cũng rất khó chuyển được nhiều người đi. Dù sao đường cũng quá xa, tới Đại Hoang e là cũng phải mất nửa năm. Lúc này, phần lớn các thế lực ở Đông Hoang đều đang đấu với Long tộc tranh đoạt lãnh địa phía Nam. Lãnh địa yêu tộc trống rỗng cũng không hơn nhân tộc là mấy. Không lâu sau, Trung Nhạc đã tới được Cô Hà Thành, biến thành hình dạng Long Nhạc. Còn Long Nhạc thì dọc đường phi hành, đưa hết những nhân tộc tại nơi hắn đi qua, đưa cả một thôn lên tầng mây, rồi thổi yêu phong, yêu vân, đưa những thôn làng đó về Cô Hà Thành. Trong Cô Hà Thành thì Trung Nhạc vận pháp lực, dùng đại thần thông đưa những thôn làng đó vào phạm vi của Đại Hoang. Trên tầng mây, trong những thôn làng đó, mọi người kinh hoàng, run rẩy sợ hãi, nằm ở dưới đất. Đến khi mây đáp xuống mới dám đứng dậy. Trung Nhạc và Long Nhạc cứ làm vậy liền hơn một tháng, đưa nhân tộc trong phạm vi hơn 2 vạn dặm tới Đại Hoang. Đại Hoang bỗng chốc trở nên đông đúc. Trong kiếm môn, quân Tư Tà liền thông báo cho các tộc ở kiếm môn đưa người dân tới lãnh địa phía Nam mới khai hoang, cung cấp đủ lương thảo. Nguy rồi, nhân tộc chúng ta săn bắn để sinh sống, đất đai phía Nam lại chẳng có mấy phi cầm hay thú hoang gì cả. Đông người tới đó như vậy, không có lương thực thì phải làm thế nào đây? Quân Tư Tà nghĩ tới đây lập tức nhớ lại một việc, vội tới kiếm môn thần linh. Thần linh của môn chủ đầu tiên nghe vậy liền nói: năm xưa ta từ Tử Vi Đế Tinh tới, đem theo chủng tử mà Nhân Hoàng ban cho nhân tộc, còn chưa có chồng. Nhân Hoàng nói nếu nhân tộc có thể trồng trọt thì không cần phải sống nhờ vào thiên nhiên nữa rồi. Quân Tư Tà mời những hạt giống mà Nhân Hoàng ban cho, chúng chưa thành 5 loại gọi là ngũ cốc. Sau đó Nhân Hoàng tế luyện, tuy đã qua vạn năm nhưng vẫn còn sức sống dồi dào. Số hạt giống ngũ cốc này trồng 3 tháng là có thể thu hoạch, lấy hạt giống trồng tiếp thì tự nhiên không lo về lương thực. Kiếm môn thần linh nói, Quân Tư Tà nhíu mày. 3 tháng ư? Vậy trong 3 tháng này thì phải làm thế nào đây? Nàng đang lo lắng thì đột nhiên thấy Trung Nhạc dùng sức đưa vô số dã thú tới Đại Hoang. Nàng lên mừng rỡ. Trung Sư Đế đúng là cẩn thận. Có những con thú này nhân tộc ta có thể cầm cự được 3 tháng, đợi đến lúc thu hoạch hạt rồi. Trung Nhạc và Long Nhạc liên tục đưa nhân tộc tới. Trong Tây Hoang rất đông các cường giả, cũng mỗi người một phạm vi vài nghìn dặm, dùng cách tương tự để xâm nhập các tộc, tìm kiếm nô lệ là nhân tộc rồi đưa tới Đại Hoang. Thần tộc Tây Hoang thấy kiếm môn nhân lúc rối loạn cướp người thì không khỏi sinh ra phẫn nộ. Nhưng lúc này mọi người đều đang tranh đoạt lãnh địa, không thể phân tâm, chỉ có thể phái vài cường giả tới mà gây rối. Nhưng có Phương Kiếm Các, Thủy Tử An và Khâu Cấm Nhi bọn họ, những cường giả thần tộc tới quấy nhiễu đều bị đuổi về. Tại Đông Hoang, Ba Tuần tìm thấy Ngao Phượng Lâu nói rõ thân phận. Phượng Lâu huynh, có thể cho ta mượn vài chiếc Kình Vương thuyền không? Ngao Phượng Lâu ánh mắt lay động cười nói: Trung Sư Đệ, không phải không thể cho ngươi mượn, nhưng Long tộc ta đang khai chiến với Yêu tộc và cả Côn Bằng thần tộc, Trọng Lê thần tộc cũng đối phó với Long tộc ta. Long tộc ta khai chiến với 3 bên thực sự không dễ dàng gì. Nếu ngươi tới trợ giúp thì ta cho ngươi mượn 30 chiếc Kình Vương thuyền. Ba Tuần cười nói: ta không thể dùng chân thân trợ giúp ngươi, nhưng ta có thể có thế lực lớn trong Ma tộc Bát Hoang là Đại Tự Tại Thánh Địa, binh tướng giỏi không thiếu, ta có thể giúp ngươi được. Ngao Phượng Lâu mừng rỡ nói: vậy thì tuyệt. Ba Tuần đem theo 30 chiếc Kình Vương thuyền tới Ma tộc. Kình Vương thuyền rất lớn, mỗi chiếc có thể chứa tới vạn người. 30 chiếc là có thể chở 30 vạn người rồi. Tuy chỉ là con số rất nhỏ so với số nhân tộc sống trong Ma tộc, nhưng cũng không phải là con số nhỏ gì. Giờ thiên hạ đã đại loạn rồi. Trong Cô Hà Thành, Trung Nhạc chớp mắt, tiểu hư không vỡ vụn, không gian vốn thuộc về tổ tinh trả lại cho tổ tinh, khiến thiên hạ đại loạn. Long tộc khai chiến với 3 bên, Trọng Lê thần tộc cũng rất đầu mẻ chán,
một mặt phải đánh với Long tộc, một mặt lại phải đối đầu với Ma tộc đang muốn lên đất liền. Phía tây lại có Thần tộc đang nhăm nhe. Còn Yêu tộc lúc này thì đại chiến với Long tộc, còn phải đề phòng Bạch Trạch thị. Thần tộc phía tây thì càng đánh cho trời đất đảo điên, tranh đoạt lãnh địa, hơn nữa còn có cường giả kiếm môn xâm nhập lãnh địa, lấy đi nô lệ của nhân tộc. Còn có Côn Bằng thần tộc vừa chiếm cứ địa Trung Hải là phải đối diện với sự xâm chiếm của Long tộc. Hai bên thù hận từ lâu, một khi đã đánh là không ai chịu dừng tay. Cảnh tượng đúng là rối như tơ vò, có lẽ mấy chục năm tới, mấy trăm năm chiến tranh cũng không ngừng lại được. Nguy rồi, sư bất dịch phát giác được Đông Hoang, không ổn rồi. Đột nhiên Trung Nhạc căng thẳng, Long Nhạc vừa rồi gặp một yêu sứ sư bất dịch phái tới tra xét tại bản doanh Đông Hoang. Hai hôm nay, hắn đã gặp 5-6 yêu sứ của sư bất dịch phái đi, toàn bộ đều bị Long Nhạc tiêu diệt, chưa để tin tức về nơi này truyền đi. Nhưng nhiều yêu sứ như vậy xuất hiện có nghĩa là sư bất dịch đã phát hiện được điều dị thường ở đây. Thực lực của sư bất dịch cao thâm khó lường, trong yêu tộc cũng có yêu thần tại thế, nếu hắn phát giác thì chắc chắn sẽ lôi Long Nhạc ra. Vấn đề hiện giờ là Long tộc sẽ giữ chân được sư bất dịch trong bao lâu đấy? Lúc này, tại Bắc Hoang, băng tuyết phủ trắng, trong băng phong cổ thành, vị thần minh Bạch Trạch thị bị Trung Nhạc thiêu đốt hai chân đang ngồi. Hai chân của hắn đổi thành hai cái chân dê, giờ sau vài năm tế luyện đã đi lại được như bình thường. Đột nhiên vị thần minh này sắc mặt biến đổi, vội quay lại nhìn băng cung. Tòa băng cung đó chính là truyền thừa băng cung trước kia, giờ Bạch Trạch thị đã biết đó không phải là truyền thừa băng cung mà là nơi phong ấn. Băng cung phong ấn côn tộc, tinh cầu và tổ tinh thông đạo, có khí tức của thần ma. Bạch Trạch thị thần minh giật mình nói: "Nguy rồi." Uỳnh uỳnh. Cánh cửa băng cung vỡ tan, công tộc mẫu thần kim quang lấp lánh đứng trong cánh cửa vỡ vụn. Cuối cùng cũng đã thông được con đường này tới được tổ tinh. Các con ăn sạch sinh mệnh ở đây, bá chiếm nơi này đi. Vù. Vô số trùng tử từ trong băng cung tràn ra như là thủy triều vậy. Đây chính là côn tộc, chỉ trong nháy mắt đã có hàng vạn luyện khí sĩ côn tộc tràn ra từ trong băng cung như đàn ong vỡ tổ. Từ bên cạnh côn tộc mẫu thần tràn ra như thủy triều lên. Trên trời lập tức xuất hiện một đám mây đủ màu sắc, mở rộng ra bốn phương tám hướng. Đó là số luyện khí sĩ côn tộc nhiều không đếm xuể. Trên mặt đất cũng có vô vàn luyện khí sĩ côn tộc tràn ra khắp nơi trong băng phong của thành như đàn kiến vậy. Bạch Trạch thị thần minh ra đầu cũng phải tê dại. Năm ngoái hắn được Trung Nhạc cứu ra khỏi băng phong của băng cung, đã biết tác dụng của phong ấn băng cung chính là để chống lại sự xâm nhập của côn tộc. Không ngờ giờ phong ấn lại bị phá vỡ. Nhiều luyện khí sĩ côn tộc như vậy tràn tới, có nghĩa là phong ấn Bạch Hầu để lại, phong ấn đã băng phong thông đạo nối liền với tổ tinh của côn tộc, tinh cầu đã bị côn tộc phá vỡ. Hiện tại giữa tổ tinh và côn tinh đã không còn gì có thể ngăn trở được nữa. Chết đi! Bạch Trạch thị thần minh hét lớn, các đạo đồ đằng văn đan xen với nhau tạo thành một tấm lưới chằng chịt, trên trời dưới đất đều có, bao phủ bốn phương tám hướng. Tấm lưới này giống như tấm mạng nhện, phàm là côn tộc chạm phải thì sẽ mắc lại, thân thể bắt đầu bốc cháy phừng phừng, kêu lên thê thảm. Chỉ trong chớp mắt đã có mấy nghìn côn tộc mắc trên lưới bị thiêu thành tro bụi. Bạch Trạch thị thần minh lập tức truyền âm toàn thành, băng tuyết thổi một vùng hỗn loạn. Rất nhanh, Bạch Trấn Hoang, Bạch Trấn Bắc mấy cường giả bọn họ tỉnh lại, lập tức cho các trưởng lão hộ tống tộc nhân Bạch Trạch thị nhanh chóng rút khỏi băng phong của thành. Còn Bạch Trấn Hoang mấy cự phách họ thì dẫn những đệ tử từ đan nguyên cảnh trở lên tấn công côn tộc từ trong thành lao ra. Còn có một vị tôn thần, thần rất là ngon. Trước cửa băng cung, côn tộc mẫu thần phát ra tiếng cười chói tai, đột nhiên há cái mồm khổng lồ hít vào một hơi mạnh. Cái mồm đó khác với những chủng tộc khác mở mồm về hai hướng trên dưới, còn mồm của côn tộc mẫu thần thì mở cả bốn hướng. Cái mồm mở thành bốn cánh, mỗi cánh đều mọc đầy răng nhọn, vô cùng khủng bố. Những tấm lưới đồ đằng văn đầy trời bị ả ta hút vào mồm, hút cả những côn tộc dính ở trên lưới, nhai rồi nuốt xuống bụng. Mẫu thần nuốt những tấm lưới kia, phá vỡ thần thông của Bạch Trạch thị thần minh. Tám cái chân trước bước đi, tiến lại cười khăng khạc. Côn tộc bọn ta trời sinh đã là khắc tinh của thần tộc, vị thần ngon lành kia trở thành thức ăn cho ta đi. Bạch Trạch thị thần minh xông tới, hai vị thần cùng động thủ. Những tòa cung điện trong băng phong của thành nổ tung vỡ vụn. Thần thông của côn tộc vô cùng quỷ dị,
các loại thần thông đều là nhằm vào nguyên thần và thần hồn. Bạch Trạch Thị thần minh chưa từng thấy nên sắc mặt vô cùng nặng nề, tấn công cũng dè chừng nhiều, không dám liều lĩnh. Điểm mạnh nhất của Bạch Trạch Thị là kiến thức rất rộng, thần thông của bất cứ chủng tộc nào họ cũng biết cách phá giải, tìm nhược điểm và tấn công. Nhưng côn tộc lại không nằm trong phạm vi nghiên cứu của họ, vì thế không khỏi có phần bối rối. Tại một nơi khác trong băng phong cổ thành, trận chiến ác liệt giữa luyện khí sĩ Bạch Trạch Thị và côn tộc bùng nổ, đầu đầu cũng là những tiếng gầm thét, thần thông cường đại kích phát, hồn binh bay loạn. Một vị cự đầu pháp thiên cảnh của Bạch Trạch Thị vừa giết được một cường giả côn tộc pháp thiên cảnh, không khỏi có chút buông lòng cảnh giác. Đột nhiên thi thể của côn tộc kia nổ tung, biến thành vô số những con côn trùng nhỏ bằng ngón tay chui vào trong cơ thể của hắn. Tiếng kêu rách phổi vang lên, toàn thân vị cự phách Bạch Trạch Thị đó run lên, sau một lúc máu toàn thân cạn sạch, rồi từ từ tai mắt mũi mồm là vô số côn trùng liền tràn ra. Nguyên thần, nhục thân, cả xương cốt, hồn binh của hắn đều bị những con côn trùng kia ăn sạch sẽ, chỉ còn lại bộ da ngoài rơi xuống đất. Còn có những luyện khí sĩ côn tộc hữu hình vô chất phi hành trên không trung, gặp luyện khí sĩ Bạch Trạch Thị là lao tới chui vào đầu hắn, ăn não và thức hải. Cũng có những luyện khí sĩ côn tộc là tầm trùng dài một thước với ba đôi cánh màu kim, di chuyển nhanh như điện, hành động theo từng đàn lớn. Mười mấy luyện khí sĩ Bạch Trạch Thị bị chúng nhấn chìm, sau khi chúng bay đi thì chỉ còn lại một đống xương trắng. Hầu Phong Tư, thông báo cho các tộc, côn tộc tấn công, mời cường giả các tộc tới chi viện. Bạch Chiến Hoang dốc sức chiến đấu, quét sạch luyện khí sĩ côn tộc hết đợt này tới đợt khác rồi hét lớn. Trong tòa lầu của Hầu Phong Tư, các vị lão giả mặc bạch bào cùng khởi động đồ đàng trụ liên lạc với các tộc, thông báo cho yêu tộc, nhân tộc, Tây Hoang thần tộc, Nam Hoang trọng lê thần tộc, còn cả long tộc ở ngoài biển, thậm chí cả bắt bộ thánh tộc của ma tộc cũng thông báo. Côn tộc là kẻ địch chung của tất cả các chủng tộc, cho dù là ma tộc hung ác cùng cực cũng là đại địch của côn tộc. Bạch Trạch Thị dù sao cũng là đại tộc hùng cứ Bắc Hoang, tuy số người ít nhưng chiến lực thì không hề tồi, nhanh chóng đánh cho luyện khí sĩ côn tộc tả tơi rơi rụng, chiến trường không ngừng lại gần băng cung. Trong cánh cửa băng cung vẫn còn vô số côn tộc tràn ra như thủy triều, chỉ cần đánh tới băng cung là có thể chấn thủ cánh cửa, không cho côn tộc không thể xâm nhập tổ tinh nữa. Cô hồng tử tiểu bà bối, ngươi trốn ở đâu rồi? Trong những ngọn núi tuyết lớn tại Bắc Cực, một vị thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần đang di chuyển giữa những ngọn núi. Lúc này là thời kỳ cực dạ của Bắc Cực, nửa năm chìm trong bóng tối, băng hàn tới cực độ, nhưng vị thiếu phụ này lại mặc cực ít, chỉ có lụa mỏng che người. Cô hồng tử tiểu bảo bối, ngươi tưởng ngươi sẽ trốn được sự truy sát của mẫu thần hay sao? Chà chà, đúng là hiếm có mà, ngươi lại có thể trốn tới nơi này. Đột nhiên thiếu phụ dường như cảm ứng được điều gì, mắt sáng lên, vội vàng dừng lại nhìn về hướng Bắc Hoang. Ồ, luồng khí tức này, khí tức đồng tộc côn thần của ta, nàng ta tới tổ tinh rồi sao? Thiếu phụ đó chính là một con mẫu thần, chính là con mà Trung Nhạc và cô hồng tử đã gặp hồi đó. Khi đó nàng ta biến thành mỹ phụ của cổ điêu thần tộc, ăn sạch sẽ toàn bộ côn điêu thần tộc, cho hậu thế của mình phồn thực chiếm cứ côn điêu thần tộc. Sau khi Trung Nhạc vạch trần nàng ta, thần tộc bao vây khiến toàn bộ con cháu của nàng bị giết sạch, chỉ mình nàng ta thoát được, bị chư thần Tây Hoang truy sát. Sau khi chạy tới ma tộc thì bị ma thần ẩn cư của ma tộc truy sát, lúc này cũng sống trong sợ hãi. Mỹ phụ kia khó khăn lắm mới trốn thoát được, thay đổi diện mạo, đi tìm cô hồng tử. Định qua cô hồng tử tìm được Trung Nhạc, không ngờ cô hồng tử giàu hoạt dụ nàng ta vào Bắc Cực, mượn cực dạ trốn mất khiến cho nàng ta không bắt được. Côn thần tới có nghĩa là côn tinh và tổ tinh đã được nối liền. Đại quân côn tộc của ta sắp giáng lâm, thống trị tổ tinh, ăn hết hoặc nô dịch mọi chủng tộc trên tổ tinh này rồi. Mỹ phụ vô cùng mừng rỡ, không đi tìm cô hồng tử nữa, lập tức bay về hướng Bắc Hoang. Bắc Hoang Bạch Trạch Thị có một vị thần lần trước khi ta xuất hiện còn truy sát ta, đồng tộc côn thần của ta có lẽ khó lòng bắt được hắn ta, nhưng ta tới đó có thể liên thủ với nàng giết vị thần kia. Mùi vị thơm ngon của thần, ta sắp chạy cả nước miếng rồi. Sau khi nàng ta rời đi không lâu, một con cá hồi khổng lồ nhảy lên khỏi mặt nước, há mồm nhổ ra một người chỉ cao khoảng 2-3 tấc. Người đó biến to lên, cao hơn một trượng, chính là cô hồng tử. Sao? Côn tộc xâm nhập rồi, địa điểm là Bắc Hoang Bạch Trạch Thị sao? Cô hồng tử kinh ngạc, xen lẫn nghi hoặc,
tính toán một lúc, lập tức bay vào Đông Hải, hướng về Đông Hoang. Côn tộc xâm nhập, nếu chiếm cứ được Bắc Hoang, thì mục tiêu tiếp theo sẽ là Đông Hoang. Bắt buộc phải quay lại càng sớm càng tốt, thông báo cho Đông Hoang chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chính là Hồng Ưng Thành Tinh, tốc độ bay cực nhanh, cộng thêm việc nguyên thần dung hợp với thần linh của cô Hà Thành, thì tốc độ càng thêm tuyệt luân. Vút qua mặt biển là tạo nên sóng lớn. Đột nhiên mặt biển phía trước tách ra, cô Hồng Tử vội vàng dừng lại, thấy một cái đầu rồng khổng lồ nhô lên khỏi mặt biển, rồi một cái thân rồng dài mấy trăm dặm uốn lượn bay lên. Cô Hồng Tử há hốc mồm, long uy hùng hồn ập tới. Con thần long đó nhìn hắn không bận tâm, rồi bay về phía Bắc Hoang. Thần của long tộc sao? Cô Hồng Tử định thần, vị long thần này thực sự quá to lớn, khi vắt qua người hắn đã khiến cho hắn không thể động đậy được một bước. Đến khi long thần đi rồi, hắn mới như chút được gánh nặng. Đến khi hắn tới Đông Hoang, đột nhiên một luồng uy lực của yêu thần hùng hồn bắn lên trời. Một vị yêu thần xuất thế, phía sau có dị tượng đại xà cuộn mình trên không trung. Con rắn khổng lồ đó lớn tới vài trăm dặm, hung ác dữ dằn. Cô Hồng Tử kinh hãi, liền thấy vị yêu thần kia bay mất, chính là hướng Bắc Hoang. Thần của yêu tộc cũng đã xuất động rồi sao? Cô Hồng Tử yên tâm thầm nghĩ. Xem ra yêu tộc ta đã nhận được tin từ Bạch Trạch Thị. Nếu yêu thần đã xuất động thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Cùng lúc đó, các vị thần minh từ Tây Hoang cũng xuất động tới Bắc Hoang. Nam Hoang cũng có một vị võ đạo thần nhân của Trọng Lê thần tộc lướt qua chân trời. Ma tộc Bát Hoang ở hải ngoại cũng xuất hiện hai vị ma thần cùng tới Bắc Hoang băng phong cổ thành. Côn tộc xâm nhập chắc chắn là một đại sự liên quan tới vận mệnh của các tộc, vì thế thần ma ẩn thế cũng phải hiện thân. Chỉ là các nơi đều có thần ma xuất hiện, chỉ có nhân tộc Đại Hoang là tĩnh lặng, không có nhân thần đi dẹp loạn. Lần động loạn này đã cho thấy nhân tộc rất yếu thế. Dù sao, đây cũng là chủng tộc nhỏ mới phát triển vạn năm nay, đến nay cũng chưa từng có thần ma, còn thua xa các chủng tộc khác. Ngay cả yêu tộc cũng có một vị yêu thần tọa chấn, có thể đảm bảo cho yêu tộc sánh vai với các thần tộc khác. Nhân tộc dường như rất yếu, rất dễ bị bắt nạt. Các chủng tộc khác nhận ra điểm yếu của nhân tộc Đại Hoang, mỗi người đều có tâm tư riêng. Uỳnh uỳnh. Băng phong cổ thành nổ tung, tòa cổ thành năm vạn năm cũng chưa từng bị phá hoại, giờ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Phía trên di chỉ băng phong cổ thành, các món bảo vật của thần ma đối với nhau uy năng kinh thiên động địa. Trận chiến này khi bắt đầu đã định sẵn kết cục, dù sao côn thần xâm nhập tổ tinh cũng chỉ có hai, khó lòng đứng vững. Trong đó một mẫu thần đã thoát, mẫu thần còn lại thì bị ma thần của ma tộc bắt rồi, bị thần minh của chư kiền thần tộc ở Tây Hoang giết chết. Phía dưới băng phong cổ thành, một đường thông đạo lan tỏa đầy hàn khí, lạnh tới thấu xương, dẫn tới côn tộc tinh cầu. Các thần ma thương nghị một lát, truyền lệnh thiên hạ, triệu tập luyện khí sĩ các tộc xông vào thông đạo, tới côn tinh, phá hoại con đường này. Lần này, nhân tộc kiếm môn không góp công cũng chẳng góp sức, kiếm môn buộc phải phá nhân thủ đi mới được. Thần nhân của Nam Hoang đề nghị. Đúng, phải, chính là như vậy. Hơn chục ngày sau, thủ lĩnh các tộc tề tiệu tại phế tích băng phong cổ thành ở Bắc Hoang. Hơn chục vị thần ma đều cho pháp đàn bay lên và ngồi khoanh chân trên đó. Thần quang ma quang giống như những dải cầu vồng quấn quanh hơn chục vị thần ma. Cảnh tượng thần thánh phi phàm, mỗi người đều có sự trang nghiêm riêng. Yêu tộc, long tộc, các bộ lạc thần tộc ở Bắc Hoang, ma tộc ở hải ngoại, côn bằng thần tộc và trọng lê thần tộc, thủ lĩnh các tộc nghe chư thần triệu hoán tề tiệu tại nơi này. Thần ma triệu kiến, Quân Tư Tà cũng không thể không tới nghe thần dụ. Ngoài nàng ta ra còn có tông chủ, tộc trưởng, đại tế tự của các tộc khác. Sự việc lần này phát sinh quá đột ngột, các thần ma vẫn luôn ẩn thế cũng lần lượt hiện thân, có thể thấy sự việc này nghiêm trọng tới mức nào. Giống như trước kia, cho dù sự việc náo loạn tới mức nào, những thần ma này cũng không hề xuất hiện. Mấy năm gần đây họ đã hiện thân 3-4 lần. Lần đầu tiên là Trung Nhạc ở ma tộc Bát Hoang, huyết tế thánh tộc trưởng của Bát Bộ thánh tộc cho sư đà đại tôn. Lần thứ hai là Trung Nhạc ở Bắc Hoang cứu thần minh của Bạch Trạch Thị bị băng phong. Lần thứ ba là Trung Nhạc lấy cắp nguyệt hạch dẫn ra Hiếu Mang lão tổ, gây nên phản ứng dây chuyền. Lần thứ tư vẫn là Trung Nhạc, hắn chạy tới Tây Hoang vạch trần cổ điêu thần tộc bị côn tộc thao túng, khiến thần minh của chư kiền thần tộc ra tay. Còn lần này thì không liên quan tới Trung Nhạc, mà là đại sự cho côn tộc gây ra. Côn tộc là đại dịch chung của mọi chủng tộc. Côn tinh là diệt tinh tái xuất. Luyện khí sĩ lữ của ta
để bảo vệ sự an toàn của Lê Dân chỉ còn cách liều chết mà thôi. Chư vị thần ma bàn bạc, trong đó một vị thần minh nói: Thông đạo còn một ngày không đứt thì tổ tinh của chúng ta còn một ngày sẽ nguy hiểm, không thể có ngày yên ổn. Vì thế bọn ta định vào thông đạo sang bờ bên kia. Một là thăm dò thực lực về thực hư của về côn tinh, cho dù phải khai chiến thì cũng được chuẩn bị. Hai là nếu như côn tộc quá mạnh thì từ đầu côn tinh phá hỏng thông đạo, cắt đứt đường nối liền côn tinh và tổ tinh. Một vị thần ma giọng nói chấn động: Thích tài, bọn ta đã bàn bạc xong số người của mỗi tộc. Các tộc các ngươi về chuẩn bị, triệu tập luyện khí sĩ vào thông đạo tới côn tinh. Một cuộn thần dụ bay lên từ pháp đàn, từ từ mở ra, biến thành một tấm bảng xanh. Trên đó viết số lượng luyện khí sĩ của các tộc tới côn tinh lần này. Còn có một số danh húy chỉ rõ những luyện khí sĩ nào buộc phải đi. Mọi người đều mở ra xem, tim đập thình thịch, có người tươi cười, có người thì cho mày. Quân Tư Tà nhìn thần dụ, tìm tới đại hoang nhân tộc, thấy trên thần dụ viết kiếm môn phải phái đi 100 luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, 20 luyện khí sĩ pháp thiên cảnh, 2 luyện khí sĩ chân linh cảnh, 1 luyện khí sĩ thông thần cảnh. Nếu thật sự theo thần dụ thì e là điều đi một nửa sức mạnh của kiếm môn tới côn tinh rồi. Côn tinh nguy hiểm như vậy, chỉ sợ đi thì dễ mà sống trở về thì khó. Các tộc khác tuy cũng phái đi nhiều luyện khí sĩ nhưng đều không nhiều bằng kiếm môn. Quan trọng hơn là trên danh sách kiếm môn còn có tên những người thần ma chỉ đích danh phải tới côn tinh. Trong đó xếp đầu tiên chính là Trung Nhạc, thứ hai là Phương Kiếm Các, thứ ba là Khâu Cấm Nhi, thứ tư Tả Tương Sinh, thứ năm Điền Diên Tông. Trong số đó, chỉ riêng Thiên Sinh Linh Thể đã có 2 người, cộng thêm Trung Nhạc còn có cái tiếng Đại Nhật Linh Thể, có thể nói là rút sạch lực lượng trung kiên của kiếm môn. Nếu Trung Nhạc, Phương Kiếm Các bọn họ đều bỏ mạng tại côn tinh thì chắc chắn kiếm môn sẽ sụp đổ. Quân Tư Tà vội kháng nghị: Chư vị tiền bối, có phải kiếm môn ta phái ra quá nhiều luyện khí sĩ rồi không? Một vị thần minh sắc mặt tối lại nói: Quân môn chủ, lần này tai tinh xuất hiện, thần ma các tộc đều góp công góp sức cả, gần như toàn lực bảo vệ sự bình an cho tổ tinh. Kiếm môn các người đã làm được những gì? Quân Tư Tà phản biện: Đại hoang kiếm môn ta lực bất tòng tâm, không có thần minh tọa chấn, chứ không phải không muốn góp sức mình. Vậy nghĩa là không làm gì cả rồi. Vị thần minh kia cười khẩy: Đã không làm gì cả thì lần này góp nhiều sức một chút cũng là nên làm. Quân môn chủ, lẽ nào lại nghi ngờ quyết định của bọn ta sao? Quân Tư Tà sắc mặt sáng tối bất định quỳ xuống: Kiếm môn ta thế yếu, mong các vị thần minh hãy thủ hạ lưu tình, để lại chút gốc rễ cho kiếm môn. Tả Tương Sinh có thể giữ lại. Đột nhiên thần minh của thần nha tộc nói. Quân Tư Tà thở phào: Tả Tương Sinh là rể của thần nha tộc, có tư tình với thánh nữ của thần nha tộc. Thánh nữ vì hắn lấy trộm vạn năm hỏa chủng, hai người đã có con. Thần minh thần nha tộc lên tiếng, tính mạng của Tả Tương Sinh coi như đã giữ được. Thần minh Bạch Trạch Thị đột nhiên cũng lên tiếng: Trung Sơn Thị, Trung Nhạc tiểu hữu có ơn với ta, có thể ở lại. Thần minh Chư Kiền thần tộc cũng gật đầu: Trung Sơn Thị, cho lão phu biết côn tộc mẫu thần biến thành cổ điêu thần tộc, coi như có công, có thể ở lại. Không được. Thần minh của ma tộc đứng phắt dậy, lạnh lùng nói: Những người khác có thể ở lại, chỉ riêng Trung Sơn Thị là không được. Tên Trung Đại Họa này là đã hại ma tộc bát hoang, khiến thiện nộ dân oán, ai cũng có thể ở lại, riêng hắn bắt buộc phải đi côn tinh. Võ đạo thần nhân của Nam Hoang Trọng Lê thần tộc gật đầu: Côn tinh là tai tinh, Trung Đại Hóa lại càng là tai tinh hơn. Tiền bối bọn ta không tiện xử trí hắn, nhưng tuyệt đối không thể giữ hắn lại được. Phải, dùng tai tinh khắc tai tinh có lẽ có thể khả thi. Đại xà thần của yêu tộc cười nói: Yêu thần nói rất hay, phải, đúng như là như vậy. Sư Bất Dịch vỗ tay, Quân Tư Tà đại nộ, thầm nghiến răng: Cái đám khốn nạn mượn gió bẻ măng, nhưng sao chúng biết biệt danh của Trung Sư Đệ? Cái tên Trung Đệ Hóa cũng chỉ là người trong kiếm môn nói xấu sau lưng hắn ta, sao lại truyền tới tai thần ma rồi? Lần này tuy có hai vị thần minh của Chư Kiền thần tộc và Bạch Trạch Thị lên tiếng giúp đỡ, nhưng những thần ma khác gần như cùng một ý kiến, buộc Trung Nhạc phải tới côn tinh, không hề có cơ hội thương lượng. Quân Tư Tà trong lòng đầy giằng xé, đột nhiên nàng hít vào một hơi thật sâu, cung kính nói:
Các vị tôn thần, vừa rồi Chư Kiên thần tộc tiền bối và Bạch Trạch thị tiền bối đã lên tiếng cầu tình, vậy thì kiếm môn ta có thể đổi điều kiện được không? Ma thần của ma tộc thản nhiên nói, nếu hai vị sư huynh đều cầu tình thì kiếm môn các ngươi có thể giữ lại hai người, nhưng Trung Sơn thị thì buộc phải đi. Quân Tư Tà thầm thở dài, lấy lại tinh thần nói, chư vị tôn thần, chỉ bằng thế này, kiếm môn ta phải đi 5 người, Trung Sơn thị, Phương Kiếm Các, Khâu Cấm Nhi, Tả Tương Sinh, Điền Diên Tông, chỉ 5 người họ, những người khác mong các vị tôn thần thi ân. Chư vị thần ma nhìn nhau, trao đổi một hồi, thần minh của Bạch Trạch thị không kìm được nói, quân môn chủ, 5 người kiếm môn ngươi nếu chết ở Côn Tinh thì ít nhất 500 năm kiếm môn sẽ không ngóc đầu dậy nổi, người suy nghĩ kỹ chưa? Quân Tư Tà nghiến răng nói, mong các vị tôn thần hãy thành toàn cho. Các vị thần ma bàn bạc xong, mọi người cùng gật đầu. Được. Có một vị thần ma cười nói, quân môn chủ có thể yên tâm, lần này tới Côn Tinh không phải chỉ có những luyện khí sĩ này, còn có thần ma bọn ta, không đến mức để cho cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn các ngươi đều chết cả đâu. Quân Tư Tà khóe mắt giật giật cũng không nói gì. Trong danh sách của các tộc cũng có không ít người quen, ví như cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân của yêu tộc cũng phải có mặt. Ma tộc còn có một số luyện khí sĩ danh vang động một phương. Các đại tộc như Côn Bằng thần tộc, Trọng Lê thần tộc, Long tộc, Hiếu Mang thần tộc, Sơn thần tộc cũng có cường giả trong đó. Có thể thấy lần này không phải chỉ nhằm vào nhân tộc kiếm môn mà là kết quả bàn bạc của các tộc. Nhưng vì nhân tộc không có thần minh nên chịu thiệt thòi lớn. Tuy chỉ phái ra 5 luyện khí sĩ nhưng lại là luyện khí sĩ có tiềm lực nhất. Đây cũng là cơ hội tốt các tộc trừ bỏ cái gai trong mắt. Nếu đưa các luyện khí sĩ có tư chất tốt của chủng tộc đối địch tới Côn Tinh, nhân cơ hội đó hại chết hắn thì cũng là trừ bỏ được hậu hoạn. Nếu trong tộc có thần ma thì sẽ có quyền phát ngôn lớn hơn, có thể đổi đệ tử khác. Quân Tư Tà trở lại kiếm môn, mời các vị trưởng lão đường chủ tới thuật lại thần dụ. Chư vị trưởng lão đường chủ nhìn nhau, ai nấy đều thấy sự bất ổn ở trong đó. Thủy Tử An trong mày nói, những người tới Côn Tinh thật là đều là để chết thay cả. Những thần ma của thần tộc, ma tộc kia quả nhiên ác độc mà. Nói vậy là sao? Chư vị trưởng lão biến sắc mặt, vội vàng hỏi, Côn Tinh là sao huyệt của Côn tộc, nguy hiểm tới mức nào chứ? Những thần ma kia cũng cần người dò đường, dù sao thần của Côn tộc cũng không dễ động vào, vì thế họ cần có luyện khí sĩ đi thăm dò trước kia. Thủy Tử An nghiến răng nói, nếu dò ra nguy hiểm thì những thần ma đó cũng có chuẩn bị trước, nếu đối thủ quá mạnh thì cho những luyện khí sĩ kia đi nộp mạng, kéo dài thời gian cho họ. Môn chủ, tại sao lại đồng ý để mấy người Phương Kiếm Các, Trung Nhạc bọn họ đi vậy? Nếu 5 người họ đều chết cả thì kiếm môn ta sẽ không vực dậy nổi đâu. Không đến mức không dậy nổi. Quân Tư Tà thở dài nói, chỉ kéo dài thời gian quật khởi của kiếm môn ta thêm 100 năm thôi, nhưng nếu chấp nhận điều kiện khác thì kiếm môn ta sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Điều kiện kia tương đương với việc tống tiễn một nửa sức mạnh của kiếm môn, chỉ riêng hai vị cự phách chân linh cảnh cũng khiến cho Quân Tư Tà không thể không tham gia. Nàng nói kéo dài 100 năm chứ không phải 500 năm là vì Tiểu Hiên Viên. Chỉ cần giữ lại Tiểu Hiên Viên thì trong 100 năm chắc chắn nhân tộc sẽ quật khởi. Lần này đành phải để Phương Sư Huynh, Khâu Sư Muội mọi người mạo hiểm rồi. Quân Tư Tà nhìn Phương Kiếm Các, Khâu Cấm Nhi mấy người, nói có vẻ có lỗi. Phương Kiếm Các vẻ mặt bình thản nói, ta đang muốn lịch luyện tế kiếm, môn chủ cứ yên tâm. Quân Tư Tà thầm thở dài, tim khẽ run. Mọi người, mỗi người đều có thể mang theo một món trong thập đại hung binh và thần binh, rồi một cây thần dược, chỉ cần bảo vệ được tính mạng là được rồi. 4 người gật đầu, thập hung binh dễ tế luyện, tiêu hao pháp lực khá ít, tác dụng đôi khi còn hơn cả thần binh. Thần binh tuy uy năng lớn, thế nhưng tiêu hao lại nhiều. Khi chiến đấu, thần binh chỉ có thể để dành làm tuyệt kỹ chiêu cuối mà thôi. Còn thần dược thì càng cần thiết, lúc quan trọng có thể cứu mạng. Trung sư đệ đâu rồi? Quân Tư Tà không thấy Trung Nhạc lên tiếng hỏi. Đã thông báo cho hắn chưa? Đã thông báo cho hắn rồi. Thủy Tử An vội vàng nói. Trấn Phong đường chủ cũng đang tới đây. Vừa nói, Trung Nhạc đã tự yêu tộc về kiếm môn. Quân Tư Tà liền nói lại sự việc. Trung Nhạc mắt sáng lên. Ồ, đây là việc tốt. Sao? Việc tốt ư? Quân Tư Tà và các vị trưởng lão suýt nữa thì hộc máu.
Như vậy mà là chuyện tốt sao? Rõ ràng cái đám tần ma đó sợ tiềm lực của kiếm môn ta nên mượn đao giết người. Cho 5 người các ngươi đi nộp mạng, lấy đâu ra mà chuyện tốt đây? Trung Nhạc cười nói, côn tộc vốn là vũ khí ma thần của ma tộc chế tạo, dùng để đối kháng với thần tộc. Chúng ta tới Côn Tinh lấy vũ khí, lẽ nào không phải chuyện tốt sao? Côn tộc được luyện thành cổ trùng chắc chắn là đại sát khí. Thủy Tử An tức giận nói, côn tộc cực kỳ hung ác, dù là thần tộc hay ma tộc, chúng cũng ăn hết cả. Cũng đã có vô số ma tộc bị chúng ăn. Hơn nữa chúng ta không phải ma tộc, làm gì có pháp môn tế luyện côn tộc đây? Ta biết. Trung Nhạc cười nói, tu luyện không hề phiền phức, ta chuyển cho mọi người là được. Các vị trưởng lão nhìn nhau, Quân Tư Tà tim khẽ run lên, đột nhiên nhớ ra 3 tuần bay ra từ Trấn Phong Đường không lâu trước đây. Xem ra đúng là hóa thân của Trung Sư Đệ. Trước đây không lâu, Kình Vương Thuyền chở mấy chục vạn nhân tộc từ ma tộc về. Hóa thân này của Trung Sư Đệ chắc chắn có thế lực không nhỏ bên trong ma tộc. Lần này chưa biết chừng có cơ hội sống sót thật. Nàng cảm thấy có chút an ủi. Trung Nhạc tinh thông pháp môn tế luyện côn tộc thì tốt xấu gì cũng có chút cơ hội sống sót, không đến nỗi đến đường cùng. Côn tộc vốn là vũ khí ma thần của ma tộc chế tạo, sau đó sinh ra linh trí, biết tu luyện, vì thế tạo phản. Ma tộc có pháp môn tế luyện côn tộc, Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của Ma Thánh và Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh của Atula tộc với công pháp của các từng tộc, La Sắt tộc đều có pháp môn tương tự. Trung Nhạc truyền pháp môn tế luyện côn tộc cho Khâu Cấm Nhi, Phương Kiếm Các, Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông cho 4 người họ tự tu luyện. Mấy người Quân Tư Tà cũng chấp lại cách tế luyện, coi như là một loại truyền thừa của kiếm môn. 5 người chọn cho mình thần binh, thập hung binh và thần dược. Phương Kiếm Các chỉ lấy 1 cây thần dược, thập hung binh với thần binh thì hắn không lấy. Hắn lên tiếng nói, ta có 1 thanh kiếm là đủ. Trung Nhạc cũng không chọn thập hung binh và thần binh, thần dược thì đem theo cây củ cải Hồ Tam Ông. Quân Tư Tà thầm thở dài, tiễn 5 người đi, lên tiếng nói, không có thần ma tọa chấn là bị ức hiếp ngay. Nhân tộc ta lúc nào mới có 1 vị thần minh đây? Thủy trưởng lão à, ngài có thể tu luyện thành thần minh được không? Thủy Tử An giật mình, vội vàng lắc đầu, ta không được, tiềm lực của ta đã dùng hết rồi, môn chủ thì lại có thể. Quân Tư Tà trầm mặc, thầm nghĩ bụng, có thần dược, có nhiều công pháp như vậy, cộng với mở ra các cực cảnh của các cảnh giới, ta cũng có thể tu thành thần minh, chỉ là cần phải có thời gian. Hơn chục ngày sau, 5 người Trung Nhạc tới di tích Băng Phong Cổ Thành ở Bắc Hoang. Thế luyện khí sĩ các tộc cũng đang tập trung ở đấy. Vài ngày sau, Trọng Lê thần tộc, Côn Bằng thần tộc và Long tộc cũng tới. Cô Hồng Tử tới rồi, tên này tạo phản, mưu sát sư bất dịch, giờ cuối cùng cũng bị sư bất dịch đưa tới Côn Tinh nộp mạng rồi. Một luyện khí sĩ thần tộc thích thú nói, không phải ngươi cũng bị đưa đi nộp mạng đấy sao? Điền Duyên Tông hỏi, vị luyện khí sĩ kia sắc mặt đen lại, cúi mặt không nói gì nữa. Đệ tử của sư bất dịch cũng tới 1 người, yêu tộc đại sư huynh Lãng Thanh Vân. Hắn không phải được sư bất dịch tín nhiệm nhất hay sao? Sao đến hắn cũng bị phái đi nộp mạng vậy? Một vị luyện khí sĩ nhìn cường giả của yêu tộc nói, Kiểu Thanh Sơn là tâm phúc của sư bất dịch, đương nhiên sẽ không tới. Nhưng ta nghe nói sư bất dịch không tin tưởng Long Nhạc, tại sao không phá Long Nhạc đi vậy? Cường giả của ma tộc tới rồi. Ma khí cuộn trào, cường giả ma tộc tới, số lượng rất đông, cộng với đông đảo luyện khí sĩ thần tộc và yêu tộc có tới hơn 2.000 vị cường giả. Nếu tính số người thì nhân tộc là ít nhất. Tuy ít nhất, nhưng trong 5 người đã có 3 vị thiên sinh linh thể, đương nhiên Trung Nhạc là giả linh thể. Ma tộc thập kiệt cũng tới 1 vị. Mọi người kinh ngạc, công tử 3 tuần cũng tới. Cũng phải thôi, trong thập kiệt còn lại có 9 người là ma thần lão tổ chuyển thế, lẽ nào lại phái đi lộp mạng hay sao? Còn vị còn lại là ma hậu nương nương, phu nhân của ma thánh, tốt xấu gì cũng phải nể mặt ma thánh. Còn công tử ma tuần thì không có bất cứ bối cảnh nào cả, vì thế bị phái đi là phải rồi. Công tử ba tuần gần đây thế lực mở rộng, giao hảo với bát bộ thánh tộc, gần như là con rể chung của tất cả bát bộ thánh tộc rồi. Một vị luyện khí sĩ ma tộc cười khẩy, hắn giờ gặp họa rồi đấy, quá xinh đẹp cũng chưa chắc là chuyện tốt gì đâu. Công tử ba tuần ngồi trên một chiếc lâu thuyền tới, trên thuyền có 3 vị mỹ nữ xinh đẹp đi cùng, khiến cho biết bao người ngưỡng mộ đến chảy nước miếng.
Ba nữ tử đó là Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi và Thánh Nữ Phi, nghe nói là hồng nhan tri kỷ của vị công tử ba tuần này. Trong đại tự tại thiên thánh địa, mỹ nữ nhiều vô kể, trong đó đứng đầu chính là ba vị nữ tử này. Tên này vẻ ngoài tuấn mỹ, nộp mạng là đáng đời rồi. Một luyện khí sĩ ma tộc khác phẫn nộ nói. Thiên Ma Phi từ xa thấy Trung Nhạc thì phấn khích vẫy tay. Cát Tường Phi và Thánh Nữ Phi cũng sáng mắt lên vẫy tay với Trung Nhạc. Trung Nhạc liếc nhìn Khâu Cấm Nhi bên cạnh làm như không thấy. Khâu Cấm Nhi ngạc nhiên. Sư ca, ba vị nữ tử bên cạnh công tử ba tuần hình như biết huynh. Huynh biết ở trong ma tộc hay sao? Sư muội, ta và họ chẳng có liên can gì cả. Trung Nhạc bỗng nhiên chột dạ nói. Họ đều là hồng nhan tri kỷ của công tử ba tuần, sư muội đừng nghĩ nhiều. Khâu Cấm Nhi cười nói. Muội biết sư ca không phải người đi chơi hoa gẹo nguyệt lung tung mà. Trung Nhạc thở phào. Khâu Cấm Nhi lại nhìn công tử ba tuần, mắt sáng lên cười nói. Sư ca, vì công tử ba tuần này có phần giống huynh. Hắn là ma tộc, ta là nhân tộc, sao lại giống nhau được? Vị thiếu niên Trung Sơn Thị cố gắng khống chế mồ hôi lạnh ở trên trán nói. Sư muội, chắc là muội hoa mắt rồi. Chàng ơi, Thiên Ma Phi vẫn đang vẫy tay với hắn, cánh tay trắng hồng lộ ra khỏi tay áo, giọng lanh lảnh gọi. Chàng ơi chàng. Cát Tường Phi cũng gọi, Thánh Nữ Phi thì ngượng ngùng không gọi. Trung Nhạc chán toát mồ hôi lạnh. Khâu Cấm Nhi như suy nghĩ điều gì, ánh mắt hồ nghi nhìn công tử ba tuần và Trung Nhạc. Trung Nhạc ra đầu tê dại, đột nhiên Bạch Thương Hải chạy lao tới, mừng rỡ nói. Trung huynh, quả nhiên là huynh mà. Lần này Bạch Trạch Thị phái ta tới. Trung Nhạc như chút được gánh nặng thì lễ với Bạch Thương Hải. Bạch Thương Hải tu vi tiến bộ vượt bậc, hiển nhiên luyện hóa âm mạch âm thần rất có lợi cho tu vi của hắn. Hắn vẫn chưa luyện hóa được hoàn toàn âm thần. Thuần dương chi khí trong cơ thể là của Trung Nhạc, còn thuần âm chi khí thì đã mạnh ngang ngửa với thuần dương chi khí. Lão tổ Bạch Trạch Thị của ta đã nói rồi, người có thể yên tâm, lão nhân gia ngài nhất định sẽ chiếu cố tới mấy người các huynh. Bạch Thương Hải cười nói. Huynh cứu mạng của ngài cũng cứu mạng của ta, lão nhân gia đương nhiên phải báo đáp rồi. Trung Nhạc thở phào, chỉ nghe Bạch Thương Hải thở dài nói. À đúng rồi, tỷ của ta vẫn còn nhớ huynh đấy, chỉ là tỷ ấy được chỉ định làm tông chủ kế nhiệm, không thể tới được. Tỷ của ngươi sao? Khâu Cấm Nhi khó hiểu. Tỷ của ta là Bạch Thục Nguyệt, Trung Du huynh không nhắc tới sao? Bạch Thương Hải ngạc nhiên, Trung Ngạc túa mồ hôi lạnh. Đúng lúc đó, một vị thần minh lên tiếng, giọng nói chấn động. Luyện khí sĩ các tộc đã tới đông đủ, vậy bắt đầu vào băng phong thông đạo để tới Côn Tinh. Các ngươi yên tâm, các ngươi đi trước mở đường, thần minh bọn ta sẽ chặn hậu. Luyện khí sĩ các tộc đều thầm chỉ rủa, cái gì mà chặn hậu đây? Rõ ràng là thần ma không biết quân tộc thế nào, đều không muốn nạp mạng, nên phái bọn họ đi tiên phong thăm dò đây mà. Hơn 2.000 luyện khí sĩ các tộc tràn vào băng phong thông đạo. Con đường này Trung Nhạc đã từng đi qua một lần, đương nhiên không có gì xa lạ. Nhưng giờ thông đạo này khác với lần trước hắn tới. Đồ đằng văn trên vách thông đạo đã tối lại, uy năng giảm mạnh. Trong huyền băng, ngoài đồ đằng văn bạch hầu để lại, còn có các con sâu giống như huyết tuyến chui vào trong huyền băng. Chính những con sâu này khiến uy năng của huyền băng giảm mạnh. Nhưng chúng cũng bị đóng băng chết, không còn chút sức sống nào. Là xích thần trùng của côn tộc. Thiên Ma Phi chớp mắt kinh ngạc nói. Loại thần trùng này chỉ có trong truyền thuyết, có thể ăn đồ đằng văn thần cấp được. Không ngờ ở đây lại có nhiều như vậy. Đáng tiếc đều chết cả rồi, nếu lấy được vài con thì... Tất cả cùng đi sâu vào trong. Phía trước mở rộng dần. Lần trước Trung Nhạc tới nơi này phủ đầy tuyết, trong tuyết cực kỳ nguy hiểm. Nhưng giờ băng tuyết đã biến mất, rõ ràng đã bị mẫu thần của côn tộc phá vỡ. Họ đi mấy nghìn dặm, cuối cùng tới điểm tận cùng của cửa đầu tiên. Trung Nhạc quay lại nhìn, thấy thần binh hoa tuyết đồ mà Bạch Cầu để lại lơ lửng ở trên không trung. Hoa tuyết đồ. Bạch Thương Hải phun ra một ngụm pháp lực, hoa tuyết đồ lập tức bay xuống, rơi vào tay của hắn. Bạch Thương Hải nhìn Trung Nhạc cười nói. Tỷ của ta đã dự liệu trước hoa tuyết đồ chắc chắn sẽ bị phá, nhưng ngoại tộc lại không thể lấy đi nên mới để tông chủ phái ta tới. Chủ yếu chính là vì mấy món bảo bối Bạch Khâu lão tổ để lại. Họ tiếp tục đi, lại thêm mấy nghìn dặm nữa, Bạch Thương Hải lấy đi món thần binh khác là băng huyền minh kính. Đến tận cùng cửa thứ ba, thập nhị tứ trùng thiên băng lầu xuất hiện. Đây là chấn tộc chi bảo cấp thần hầu,
cũng được Bạch Thương Hải lấy đi. Luyện khí sĩ các tộc khác vô cùng ngưỡng mộ, nhưng không một ai tranh giành. Dù sao thần binh của Bạch Trạch Thị ở ngay phía sau, nếu tranh cướp trọng khí của Bạch Trạch Thị thì chắc chắn sẽ bị thần binh giết chết. Bạch Thương Hải lấy đi ba món trọng bảo, hắn nói nhỏ: có ba món bảo vật này đủ để bảo vệ chúng ta rồi. Phía trước là nơi Bạch Cầu đại chiến với mẫu hoàng của côn tộc. Trên băng nguyên, hàng trăm vạn luyện khí sĩ côn tộc bị băng phong, tất cả đều đã tử vong. Còn mẫu hoàng của côn tộc và thi thể Bạch Cầu vẫn còn trong băng nguyên, vẫn đứng sừng sững ở nơi đó. Thi thể mẫu hoàng và Bạch Cầu đều còn ở đây, có nghĩa là trong côn tộc tinh cầu không có cường giả cấp thần hầu. Một vị thần minh tới, từ xa nhìn thi thể của mẫu hoàng và Bạch Cầu trầm giọng nói. Lại một vị thần minh khác tới gần, gật gật đầu: không có tu vi cấp thần hầu thì đừng hòng di chuyển thi thân của họ. Thực lực của côn tinh sẽ không mạnh hơn chúng ta đâu. Đây là một chuyện tốt, chỉ không biết tại côn tinh còn mấy vị côn thần đấy. Phía trước băng nguyên, băng tuyết thông đạo nối liền với một quả tinh cầu khổng lồ. Trên tinh cầu đó, đâu đâu cũng thấy lỗ hổng sâu xuống lòng đất. Còn bề mặt tinh cầu thì có vô số tòa thần miếu sừng sững. Những bức tượng côn thần cao chạm tới tầng mây nhiều vô số kể. Đó chính là côn tinh. Mọi người cùng nhìn về hướng đó, thấy côn tinh là một quả tinh cầu màu lam. Từ xa nhìn giống như một viên lam bảo thạch trong bóng tối. Chỉ là xung quanh tinh cầu này không có mặt trời, chỉ là một vùng tối đen không có ánh sáng chiếu rọi viên bảo thạch này. Nhưng trên đỉnh các tòa thần miếu nguy nga trên đó đều có các tòa viên bảo thạch khổng lồ tỏa sáng lấp lánh, nhìn từ xa cũng có mỹ cảm mơ hồ. Những tòa kiến trúc kia có phong cách khác với kiến trúc của các tộc trên tổ tinh. Có cái được xây thành hình con sâu khổng lồ, có cái thì giống như nhện tám chân, có cái lại giống nhịp cầu, cũng có tòa tháp cao hình lá. Đây chính là côn tinh sao? Thật đúng là dị vực mà. Mọi người quan sát, một vị luyện khí sĩ thần tộc lẩm nhẩm nói: cường giả côn tinh sao lại nối liền được tinh cầu này với tổ tinh chúng ta vậy? Thật là nhiều côn tộc. Luyện khí sĩ ma tộc kích động nhìn về côn tinh, thấy mây trên không trung côn tinh không phải mây thật sự, mà là một đàn côn tộc có cánh bay thành đội tập hợp tạo thành mây. Thiên Ma Phi phấn khích nói: thật muốn thu hết đi, khi thả ra cắn người chắc chắn sẽ rất hoành tráng đấy. Trung Nhạc đột nhiên khẽ ơ lên một tiếng, liên tục quan sát bầu tinh không xung quanh quả tinh cầu này rồi nói nhỏ: có cái gì đó không ổn. Sư ca, có gì đó không ổn sao? Khâu Cấm Nhi cũng vội hỏi. Trung Nhạc nhìn bầu tinh không nói: lần trước ta tới đây, bầu tinh không côn tinh khác với bây giờ. Lúc đó ta thấy có một vầng mặt trời, côn tinh được chiếu sáng, nhưng giờ mặt trời biến mất rồi, sao cũng không thấy, lạ thật. Sao mà mặt trời đều biến mất cả vậy? Phương Kiếm Các nghe thế cũng khựng người, lưỡng lự nói: có sự cổ quái, rất có khả năng đây là một cô tinh trôi giạt trong vũ trụ. Trung Nhạc căng thẳng, nếu là một cô tinh thì không phải nói con tộc trên côn tinh đều là kẻ lang thang, đi tới đâu ăn tới đó hay sao? Trôi giạt được trong vũ trụ tới bây giờ mà chưa bị tiêu diệt, côn thần trên côn tinh thực lực chắc chắn không tầm thường. Chư vị, vòng qua băng nguyên vào côn tinh thăm dò nào. Ma thần của ma tộc lãnh đạm nói: Trung Sơn Thị, người đi trước dẫn đường đi. Trung Nhạc nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắn, hai người ánh mắt chạm nhau, Trung Nhạc đột nhiên cảm giác tim như bị một cái chùy giáng mạnh vào. Vị tiền bối đây có phải đã ra tay với ta tại hoang mạc hay không? Trung Nhạc hỏi, hắn thản nhiên nói: chính là bản tôn thần, lần đó ngươi thoát được, nhưng ngươi yên tâm, thoát được khỏi tay ta cũng coi như ngươi có bản lĩnh rồi. Ta đã từng ra tay thì chắc chắn sẽ không ra tay lần thứ hai với ngươi đâu. Trung Nhạc cảm ơn nói: tại sao tiền bối nhất quyết bắt ta dẫn đường như vậy? Vì ta muốn ngươi chết. Vị ma thần đó lạnh lùng nói: ngươi lợi dụng thần ma ấu của ma tộc ta triệu hoán sư đà đại tôn, hại chết thánh tộc trưởng, bát bộ thánh tộc. Ngươi chết càng sớm thì ta càng vui. Trung Nhạc lắc đầu, bước về phía trước cười nói: ta cũng đã giết ma thánh, cũng coi như cứu bát bộ thánh tộc một lần, sao bát bộ thánh tộc không cảm ơn ta? Láo xược! Đột nhiên công tử Ba Tuần quát lên: Trung Sơn Thị, ngươi quá đà rồi đấy. Ma thánh là vị tôn quý chung của bát bộ thánh tộc, ma thánh bị giết thì cũng là tát vào mặt bọn ta.
Ma tộc ta lẽ nào lại cảm ơn ngươi? Ồ, ngươi là ai? Trung Nhạc dừng bước lại, nghiêng đầu hỏi. Công tử Ba Tuần xẹt một tiếng xòe quạt, phong lưu nói. Đại tự tại thiên chú, công tử Ba Tuần. Lần trước, ngươi mạo danh Ma La công tử, tới ma tộc bắt hoang. Đáng tiếc lần đó, ta đang bế quan chưa quyết chiến được với ngươi. Trong lòng, rất lấy làm tiếc đây. Ồ, chưa nghe nói bao giờ. Trung Nhạc lắc đầu, tiếp tục tiến tới, nhàn nhã nói. Muốn quyết chiến với ta, thì phải có giác ngộ, sẽ phải chết kìa. Ngươi còn trẻ, không cần phải nộp mạng như vậy. Công tử Ba Tuần, ánh mắt lóe tinh quang, hừ lạnh một tiếng, cùng Trung Nhạc bước tới trước cười nói. Giữa hai ta, chắc chắn sẽ phải có một trận chiến. Ta rất muốn được biết thực lực của Trung Sơn Thị, liệu có xứng với danh tiếng của ngươi hay không? Chi bằng ta và ngươi, tỉ thí một trận, xem ai giết được nhiều côn tộc hơn, thế nào, hả? Hai người vòng qua băng nguyên, hơn 2.000 cường giả phía sau vội vàng đi theo. Yêu thần của yêu tộc tiến tới cười nói. Diêm Ma ha, tên Ba Tần này có la lịch thế nào vậy? Trong số lứa trẻ, không có nhiều kẻ dám chống đối với Trung Sơn Thị nữa rồi. Không ngờ ma tộc ngươi lại có cường giả thiếu niên như vậy. Vị ma thần kia hừ lạnh một tiếng, nhìn Ba Tuần nói. Ba Tuần, lai lịch cổ quái. Ta cũng không rõ lai lịch của hắn. Ta từng nghi ngờ hắn chính là Trung Sơn Thị, dịch dung cải trang, trà trộn vào ma tộc. Thế nhưng không có đủ chứng cứ. Giờ xem ra, ta đã hiểu nhầm hắn rồi. Lãng Thanh Vân đứng bên cạnh, ánh mắt lay động nói. Hai vị tôn thần, có lẽ công tử Ba Tuần này chính là Trung Sơn Thị. Ta nghe nói thế gian có một môn kỳ công có thể luyện thành hóa thân, tu thành một nguyên thần khác, một nguyên đan, một thân thể khác kìa. Sao? Có loại huyền công đó sao? Diêm Ma Ha nhìn hắn, Lãng Thanh Vân giật mình cười trừ nói. À, ta cũng chỉ là nghe nói, chưa từng thấy bao giờ. Nhưng nếu chúng là một, thật thì chắc chắn là sẽ có sơ hở. Công pháp thần thông chúng dùng chắc chắn sẽ có điểm tương đồng. Tôn thần pháp nhãn vô song chắc chắn sẽ nhìn ra được thôi. Diêm Ma Ha khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Trung Nhạc và công tử Ba Tuần. Trung Nhạc và công tử Ba Tuần lúc này đã đi qua chiến trường băng nguyên. Tận cùng chiến trường là một con đường huyền băng trải dài trên côn tinh. Quái băng nhọn như kiếm, vô số những tảng băng dựng thẳng đứng. Trong những tảng băng này, băng phong các luyện khí sĩ côn tộc, có lẽ là thần thông của Bạch Hầu lan tới đây phong ấn đại quân côn tộc lại. Trận chiến đó cách ngày nay đã 5 vạn năm, côn tộc bị băng phong đương nhiên không thể sống lại được. Trung Nhạc dừng bước quan sát tảng băng, thấy luyện khí sĩ côn tộc bên trong giống với côn trùng, có đầu giống côn trùng nhưng thân hình giống ma tộc. Nhục thân của những côn tộc này không phải huyết nhục mà là được tạo từ kim thạch, có lẽ do côn tộc ăn khoáng sơn luyện hóa khoáng vật nên biến thành loại cỗ máy chiến đấu như vậy. Bề mặt cơ thể chúng khắc họa hoa văn đồ đằng rõ rệt, tạo thành các loại trận thế, có thần thông kỳ diệu, chắc chắn chiến đấu lực vô cùng kinh người. Trong số côn tộc này có nhiều chủng loại, hình dạng cũng khác nhau. Có con giống kiến đỏ cao hơn người, có con giống nhện mặt người, có con lại như sâu mềm, còn có các loại độc vật nhưng khác với độc trùng bình thường. Chúng còn có móng vuốt kỳ quái, Trung Nhạc từng thấy thần của côn tộc, hình tượng cũng rất kỳ lạ. Ví dụ như có mặt giống sâu, trên mặt chỉ có một cái mồm khổng lồ. Còn có con lại mọc hai chân nhưng tay thì có tới 100.000 cái, giống như con rết đứng thẳng lên vậy, nhưng đầu lại giống đầu của ma tộc. Hai người đi xuyên qua băng điêu, ngày một gần hơn với côn tinh. Công tử Ba Tuần đi phía trước, Trung Nhạc thì sau vài bước. Hắn cố tình làm vậy, công tử Ba Tuần là hóa thân của hắn, để công tử Ba Tuần dò đường, nếu gặp nguy hiểm thì hắn còn có thời gian phản ứng. Trong mắt của người khác thì là công tử Ba Tuần hiếu thắng, cố tranh hơn thua với Trung Nhạc. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi thông đạo, những luyện khí sĩ phía sau cùng vào trong con đường huyền băng rồi đi xuống. Đột nhiên Trung Nhạc hơi biến sắc, cảm nhận được điều gì đó không ổn, vội qua lại tế bằng vũ kim kiếm. Kiếm quang bạo phát, chém liên hồi về những tảng băng kia. Cẩn thận! Hắn hét lớn, công tử Ba Tuần cũng ra tay đồng thời, tế liễu diệp kiếm, song kiếm hợp bích, uy năng tăng vọt, vô số kiếm quang nhấn chìm thông đạo dài 100 dặm. Trong thông đạo, các tảng băng kia đột nhiên phát ra tiếng răng rắc đứt vỡ. Các luyện khí sĩ côn tộc phá vỡ huyền băng, xông tới các luyện khí sĩ đang bước vào con đường huyền băng. Dưới kiếm quang của Trung Nhạc và công tử Ba Tuần, toàn bộ tảng băng trong vòng mấy trăm dặm đều vỡ ra. Các luyện khí sĩ côn tộc tan rã dưới kiếm quang của hai người. Những luyện khí sĩ côn tộc này căn bản không phải bị thần thông của Bạch Hầu phong ấn, mà là chủ động mai phục, dụ họ vào con đường băng phong sẽ vùng dậy.
Con đường này dài nghìn dặm, kiếm khí của Trung Nhạc và công tử Ba Tuần chỉ kéo dài được trăm dặm, chỉ giết được những côn tộc ở đầu phía sau, còn phía trước thì toàn bộ các tảng băng nổ tung, các luyện khí sĩ côn tộc tràn ra giết luyện khí sĩ các tộc. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số luyện khí sĩ bị ăn sống, bị ăn chỉ còn lại xương. Thần minh của Bạch Trạch Thị tới trước thông đạo, nhìn về phía chiến trường liền chau mày. Luyện khí sĩ các tộc trong thông đạo bị tấn công không kịp trở tay, chỉ trong thoáng chốc đã có mấy trăm cường giả bị luyện khí sĩ côn tộc ăn sạch. Diêm Ma Ha có ra tay không? Diêm Ma Ha khẽ lắc đầu, sắc mặt tĩnh như mặt nước, thản nhiên nói: chúng vẫn ứng phó được, không cần ra tay. Chúng ta muốn thăm dò thực hư của côn tộc cũng muốn thăm dò chúng ta. Nếu chúng ta ra tay thì sẽ lộ ngay, hơn nữa ta và ngươi đều biết trong đó còn có thần của côn tộc. Lại một vị thần minh của Tây Hoang đi tới cười nói: đúng vậy, hơn nữa chúng ta cho chúng tới đây không phải để dò đường trước cho chúng ta hay sao? Vốn dĩ chúng ta chẳng thể trông chờ có mấy người trở về được. Trung Nhạc và công tử Ba Tuần lập tức quay lại, kiếm quang bắn ra chém chết từng luyện khí sĩ côn tộc. Trong số các luyện khí sĩ côn tộc đó, có một người đột nhiên biến thành nhỏ như kiến, tránh được kiếm quang của hai người và xông tới. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, thân hình biến thành kim ô ba chân, dưới đôi cánh là thái dương thần hỏa cháy phừng phừng. Đôi cánh vỗ mạnh, thái dương thần hỏa phun vào trong thông đạo, thiêu cháy các luyện khí sĩ côn tộc. Đột nhiên, trong kiếm quang của Trung Nhạc và công tử Ba Tuần phát ra liên hồi tiếng va chạm ác liệt. Một côn tộc đứng thẳng dậy, cao tới hơn nghìn trượng, cánh tay giống như lưỡi liềm, có tới 108 cánh tay, trên tay phủ đầy đồ đằng văn đan chéo lẫn nhau. Cánh tay vừa động là một tòa trận pháp khổng lồ chặn kiếm quang của hai người lại. Hắn cười nói: hai người các ngươi hình như thực lực rất mạnh, ăn chắc chắn sẽ rất ngon đấy. Ồ, đây là chủng tộc gì vậy? Trung Nhạc thất kinh, thấy nửa thân dưới của luyện khí sĩ côn tộc này dài hơn trăm trượng, giống như một con rắn hoặc thằn lằn, nhưng lại có cánh tay, hơn nữa chân lưng còn có gai xương nhô lên vô cùng dữ dằn. Nhục thân của hắn lại được tạo thành từ thần kim, phía sau hiện lên chân linh của mẫu thần. Côn tộc chân linh cảnh. Trung Nhạc sát khí đằng đằng liền lao tới. Không biết côn tộc chân linh cảnh đỡ được mấy chiêu của ta đấy. Uỳnh uỳnh. Hai bên lao vào nhau, nhục thân của cự phách chân linh cảnh của côn tộc tan tành. Trung Nhạc chui xuyên qua thân thể của hắn, rồi lập tức biến thành một con lục mục tinh thiềm liền giống lớn. Mãng cổ. Vô số luyện khí sĩ côn tộc trong thông đạo bị đánh bật bay đi, tan tành bên trên không trung. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.